Chương 21 Về nhà Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio Thần chia âm dương, thần chi động, mệnh khởi nguồn Tử Nguyệt chậm rãi niệm tụng, đem tinh thần lực tu luyện khẩu quyết truyền cho Ngô Vân Cũng tay lấy tay dạy hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển khẩu quyết Chỉ chốc lát sau, Ngô Vân thoáng nắm giữ này tối nghĩa không tên khẩu quyết Tâm thần của hắn cũng là từ từ trở nên ngưng tụ, trực tiếp tiến vào trong trạng thái như vậy ước chừng pho tượng giống như vẫn không nhúc nhích sắp tới nửa khắc đồng hồ sau ngô vân tinh thần đột nhiên nổi lên trở nên hoảng hốt từng tia một tinh thần lực từ trong đầu thẩm thấu mà ra cuối cùng chậm rãi lan tràn ra nương theo lấy lực lượng tinh thần lan tràn đàn nhắm mắt ngô vân càng là rõ ràng nhìn thấy trong phòng cảnh tượng loại này tầm nhìn không giống mắt thường nhìn thấy càng giống như là thượng đế thị giác hơn nữa không bị vật thể che chắn ngay sau đó tầm mắt của hắn lần thứ hai mở rộng cuối cùng sức mạnh tinh thần vô hình bồng bềnh đến bầu trời càng là đem nhà trúc chu vi nhất cử nhất động rõ ràng tra xét rõ ràng loại này kỳ lạ tầm nhìn tra xét làm cho lâm động cảm thấy cực kỳ mới mẻ cùng nguyên lực so với lực lượng tinh thần tựa hồ có vẻ càng thêm mờ ảo nhưng loại sức mạnh này lại đích thật là chân thực tồn tại lực lượng tinh thần lan tràn không thể ngăn cản xuyên tường phá địa tinh thần thể rời đi thân thể tử nguyệt trợn to hai mắt miệng nhỏ đều được o hình thật sự là quá khó khăn lấy tin tưởng lần thứ nhất chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc tu luyện lực lượng tinh thần là có thể làm được ngưng tụ tinh thần thể không nói còn có thể để tinh thần thể rời đi thân thể bay ra đi ngô vân này nhìn như dễ dàng một bước nhưng là rất nhiều phù sư tu luyện một tháng thậm chí một năm đều không thể làm được cho dù là viêm thành bên trong thiên phú cao nhất tử nguyệt lúc trước làm được bước đi này cũng bỏ ra ba tháng. Này còn cần ta giáo sao? Ta xứng giáo sao? Tử Nguyệt trong lòng không khỏi sinh ra ý niệm như vậy. Trước đây nàng còn tự xưng là thiên tài, cùng người tiểu sư đệ này so ra, nàng không phải là bất cứ cái gì. Ồ, ai tin thần lực? Phù sư trong hội không cho phép lực lượng tinh thần tra xét người khác, ai gan to như vậy? Hình như là theo tử Nguyệt sư tỷ tên tiểu tử kia phía ngoài phù sư đều là tu luyện lực lượng tinh thần, rất nhanh sẽ tra xét đến ngô vân tinh thần thể, đối với hắn chỉ chỉ chỏ chỏ. Nguyên lai like không thể loạn tra xét. Ngô vân mau nhanh trở về bản thể. Xa xa, đang uống trà nham đại sư, phản phất rơi vào đình trệ trạng thái, hắn cái kia không hề lay động trên mặt, dĩ nhiên xuất hiện nhàn nhạt ứng hồng. Ta còn là đánh giá thấp tiểu tử này tinh thần lực thiên phú A. Trong lòng hắn mừng như điên không ngớt thu cái này đệ tử là nhặt được bảo. Trở về trạng thái Ngô Vân mừng rỡ nhìn về phía tử Nguyệt, sư tỷ có phải như vậy hay không? Có phải như vậy hay không? Hắn cũng nằm ở kích động bên trong, loại này sức mạnh hoàn toàn mới trải nghiệm, mang đến cho hắn một cảm giác quá kỳ diệu. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Tử Nguyệt thoáng nghiêng đầu đi nói. Nhà, thế này cũng học được xếp vào à, Ngô Vân trong lòng buồn cười, tử Nguyệt hành động cũng quá cái kia gì hắn cũng không phải tin đây là miễn miễn cưỡng cưỡng. Nói như thế, bất quá là dao động tiểu sư đệ hệ thống bài võ đi, loại này hệ thống bài võ, Ngô Vân trước đây ở trong tiểu thuyết đã thấy nhiều. Tiếp đó, Tử Nguyệt lại tiếp tục giáo sư Ngô Vân lực lượng tinh thần ngưng ấn phương pháp, nàng nguyên bản kế hoạch một tháng chương trình học, rất sớm sớm. Lâm Đồng trở lại Lâm Gia, cũng lấy ra thần động thiên bắt đầu tìm tòi tu luyện. Nửa giờ sau, hắn cũng tinh thần thể ly thể, trà xét lâm gia sân. Nguyên lai lực lượng tinh thần dễ dàng như vậy tu luyện, xem ra ta có hy vọng ở phương diện này vượt qua đại ca. Lâm Đồng tự tin tràn đầy nghĩ đến, tiếp tục chìm đắm ở lực lượng tinh thần trong tu luyện. Một tháng sau, Ngô Vân lực lượng tinh thần đã cơ bản nhập môn, thời gian còn lại chính là chậm rãi tu luyện, ngưng tụ ấn phù. Hệ thống, chiết xuất thái âm huyền sát khí. Một đoàn màu trắng bạc như nguyệt hoa một loại khối không khí xuất hiện ở Ngô Vân trong tay. Ngô Vân trực tiếp nuốt vào, sau đó vận chuyển huyền thiên công luyện hóa. Khoảng cách đột phá địa nguyên cảnh trung kỳ đã qua hơn một tháng, lúc này hắn lần thứ hai đến bình cảnh. Chuẩn bị dùng thái âm huyền sát khí phá tan bình cảnh, này thái âm huyền sát khí chính là địa nguyên cảnh tu luyện tốt nhất đồ vật. Thái âm huyền sát khí vào cơ thể, ý lạnh như băng lan khắp toàn thân, thân thể từ trong ra ngoài bị từng tất từng tất đóng băng cường đại âm sát lực lượng không ngừng dội rửa ngô vân thân thể đau đớn sâu tận xương tủy để hắn mấy độ suýt chút nữa mất đi ý thức cũng còn tốt mấy ngày nay lực lượng tinh thần tu luyện để lực lượng tinh thần của hắn tăng trưởng không ít đồng thời nắm giữ cường đại ý niệm năng lực khống chế mới có thể chống lại âm sát chi khí mang đến thống khổ bất kể là nguyên lực vẫn là lực lượng tinh thần tu luyện đều là tác dụng cho hắn hai người là hỗ trợ lẫn nhau, lại như nhất định phải đạt đến địa nguyên cảnh mới có thể tu luyện lực lượng tinh thần như thế, lực lượng tinh thần mạnh mẽ cũng có thể tặng lại đến nguyên lực tu luyện tới. Theo huyền thiên công chậm chậm vận chuyển, những này âm sát lực lượng từng tia một hòa vào đan điền. Một đêm đi qua, ngô vân trên người sương lạnh rốt cục biến mất, đợi được hắn lại mở mắt ra, hai đạo ánh bạc từ trong mắt bắn ra. Cuối cùng đã tới địa nguyên cảnh hậu kỳ, thật mạnh âm sát lực lượng. Ngô Vân không nhịn được cảm khái. Lúc này hắn nguyên lực tận tử toàn bộ biến thành thái âm lực lượng. liền triển khai tử cực ma đồng đều có thể dùng tới. Ngô Vân phán đoán đây cũng là tiếp cận địa nguyên cảnh cực hạn. Địa nguyên cảnh mạnh yếu, thường thường chính là lấy nguyên lực bên trong âm sát lực lượng đem so sánh, như thanh đạn có sát ma chi thể, là có thể đem địa nguyên cảnh khai phá đến mức tận cùng. Tiếp đó, ta lại cẩn thận mài dũ một chút cảnh giới này huyền thiên công dĩ nhiên cũng đến tầng thứ ba. Ngô Vân âm thầm cảm thán. Chiếu như vậy tu luyện, huyền thiên công tổng cộng 9 tầng, nhiều nhất tu luyện tới nguyên đan cảnh. Xem ra trước là ta đối với huyền thiên công kỳ vọng quá cao. Huyền thiên công có nhất định kỳ diệu chỗ, nhưng nó chung quy chỉ là xuất từ thấp võ thế giới võ hiệp môn phái, hạng mức tối đa đặt tại chỗ ấy. Ở trên trời huyền đại lục như vậy huyển hoặc thế giới, chỉ có thể nói, còn đang không được mặt bàn. Có điều, theo đối với huyền thiên công tu luyện, Ngô Vân phát hiện bộ công pháp kia tính dẻo cực cao, với thân thể người khai phá phi thường toàn diện, nó lý luận là không có vấn đề, chỉ là nguyên lực là sức mạnh mạnh hơn, cần một lần nữa thực tiễn thăm dò. Hay là Lâm Động Thạch Phụ có thể đem bộ công pháp kia hoàn thiện đến mạnh hơn mức độ? Ngô Vân chờ mong một phen. Tiểu sư đệ, lão sư cho ngươi đi vạn kim thương hội, nghĩa phụ của ngươi bọn họ đến viêm thành tử nguyệt tìm tới ngô vân nói đa tạ sư tỷ vậy ta đi trước ngô vân nói cám ơn sau khi mau mau chạy tới vạn kim thương hội một tháng không gặp hắn đang dược những này đều dùng xong hơi nhớ nhung công cụ huynh để lâm động đúng rồi sư tỷ ta khả năng phải về nhà một chuyến qua một thời gian ngắn lại trở về ngô vân lại quay đầu lại cho tử nguyệt cáo biệt trải qua khoảng thời gian này ở chung ngô vân đã biết Hắn người sư tỷ này kỳ thực trong nóng ngoài lạnh, đối với hắn là vô cùng tốt. Tử Nguyệt nhàn nhạt gật đầu. Nhớ tới đừng quên tu luyện. Đợi được Ngô Vân đi xa, nàng mới nhìn Ngô Vân bóng lưng chu cái miệng nhỏ nhắn. Nàng vẫn là rất yêu thích cùng người tiểu sư đệ này cùng nhau, mỗi ngày nhìn hắn tu luyện nhanh chóng tiến bộ, cũng rất có cảm giác thành công. Hiện tại tiểu sư đệ phải về nhà, nàng không tên có chút không vui. Ngô Vân đi tới Vạn Kim Thương hội, gặp được la thành lâm động bọn họ sau đó cùng nham đại sư xin nghỉ cùng đội buôn đồng thời xanh trở lại dương trấn trở lại cuồng đao võ quán mới tới cửa một đạo bóng trắng liền vọt ra đột nhiên đánh về phía ngô vân trong lòng tuốt bạch vân đáng yêu tròn tròn lông xù đầu to ngô vân trong lòng cảm giác cực kỳ chân thật vẫn là về nhà thoải mái bạch vân có muốn hay không ta a à? Bạch Vân dùng sức ở Ngô Vân trong lòng ngực cũng đến cũng đi, gào gào kêu, ủy khuất vô cùng, như là đang chất vấn hắn làm sao rời đi lâu như vậy. Được rồi, được rồi, ta sai rồi, lần sau ta mang theo ngươi đi. Ngô Vân an ủi. Hắn cũng rất không nỡ Bạch Vân. Lần này vội vàng trở về, nguyên nhân lớn nhất chính là muốn Bạch Vân. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 22 Bạch Vân tài nguyên tu luyện nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio nắm giữ một con thê là dạng gì cảm giác vật này rất khó cùng người khác chia sẻ chỉ có nuôi quá sủng vật người mới có thể lĩnh hội ai à, không tức giận để ta nhìn ngươi một chút thực lực thế nào rồi ngô vân mang theo bạch vân tiến vào sân mặc dù mới đã qua một tháng nhưng bạch vân vừa dài lớn hơn một vòng đã đến ngô vân đùi cao phỏng chừng lại quá mấy tháng là có thể cưỡi ở cuồng đao võ quán bên trong bạch vân thức ăn là tốt nhất, có chuyên môn chăn nuôi viên phụ trách. Đến, đánh với ta một chiếc. Ngô Vân nặng nặng nắm đấm. Rống. Bạch Vân một tiếng hổ gầm, hứng thú đắt đỏ nửa nằm hạ thân tử, lập tức liền thả ra thú bên trong chi vương khí thế, cường đại nguyên lực gợn sống từ trong cơ thể nàng tản mát ra. Địa nguyên cảnh trung kỳ. Ngô Vân kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Vân trưởng thành tốc độ nhanh như vậy, dĩ nhiên đã sắp đuổi tới hắn, hơn nữa bộc phát ra cái kia thú vương khí thế, làm cho khí tức có thể so với địa nguyên cảnh hậu kỳ. đây chính là bạch hổ huyết mạch thiên phú à, Ngô Vân có chút ước ao. xèo chỉ nghe một cơn gió thanh, Bạch Vân đột nhiên bạo phát tốc độ vọt tới, tới gần thời gian, bay nhào đứng dậy, hổ trưởng mở ra. thật nhanh Ngô Vân bước chân hư huyễn, quỷ ảnh mê tung bước né tránh, Huyền Ngọc Thủ đánh vào Bạch Vân hổ trưởng trên sức mạnh cũng tốt cường ngô vân cảm nhận được bàn tay bắn ngược lại sức mạnh không khỏi cảm khái phong từ hổ bạch vân tốc độ cực kỳ nhanh dù cho thân thể xem ra có chút mập mạp nhưng cũng rất linh hoạt bạch hổ chúa sát phạt nói quả nhiên không sai giao thủ chốc lát ngô vân đã cảm nhận được bạch vân cái kia cường đại lực công kích hơn nữa nàng thật giống sẽ vài cái sát chiêu không kém gì ngô vân tứ phẩm võ học hẳn là Bạch Vân từ trong huyết mạch lĩnh ngộ. Được rồi, được rồi. Có thể, Bạch Vân. Một đòn va chạm sau khi Ngô Vân thu tay lại. Ngươi rất tuyệt, không có lười biếng. ngày mai mà ngươi đi ra ngoài săn bắn. Ngày kế, Ngô Vân ước chừng lên lâm động, đến thiết mộc trang phía sau núi đi săn giết yêu thú. Ta cũng muốn đi. Ca khống cùng ma thanh đạn, vừa nghe muốn ra ngoài chơi, nhanh chóng ngồi vào tiểu viêm trên người mang nàng đi chớ đại ca hiện tại thanh đàn cũng là địa nguyên cảnh cao thủ không có chuyện gì lâm động bất đắc dĩ nói sát ma chi thể tu luyện chính là nhanh a à. ngô vân ước ao kinh ngạc nhìn về phía thanh đàn tốc độ này cùng bạch hổ huyết mạch bạch vân có một hợp lại ngô vân liền thanh đàn đều địa nguyên cảnh hai ta cái cần phải nắm chặt đừng không cẩn thận bị cô gái nhỏ này đuổi theo thanh đàn vẫy vẫy quả đấm nhỏ không phục nói hừ Ngô Vân Ca, Lâm Động Ca, ta sớm muộn muốn đuổi tới các ngươi. Trong nguyên tác nàng cũng là rất nghiêm túc tu luyện, vì đuổi theo Lâm Động bước tiến. Hiện tại Bạch Vân cùng Tiểu Viêm đều đã lớn rồi rất nhiều, có điều đà Ngô Vân cùng Lâm Động còn có chút không hài hòa, thế nhưng Tiểu La Lị Thanh đàn tới ngồi lên rất thích hợp. Đến thiết Mộc trang, Ngô Vân đầu tiên là nhìn một vòng, phát hiện vẫn không có đào được lòng đất dung nham động, mới đi phía sau núi hắn vẫn chờ trên mặt đất dưới dung nham trong động đánh dấu. Có điều cái này dung nham động nên rất sâu, một chốc, còn không đào được. Sau khi tiến vào sơn, rất nhanh sẽ phát hiện yêu thú. Là hỏa ảnh lang, tiểu viêm nhanh hơn. Bạch Vân, ngươi cũng đi. Săn yêu thú, một là vì tăng cường tự thân năng lực thực chiến, hai là huấn luyện một chút hai con con cọp. Bạch Vân giống như trận gió, rất nhanh sẽ nhào tới một cái tác đập chết hỏa ảnh lan. Đại ca, Bạch Vân trưởng thành đích thực nhanh, phỏng chừng thực lực đều mạnh hơn ta. Lâm Động cảm khái nói. Vừa nảy lửa này ảnh lan tốc độ thật nhanh không nói, còn có thể phun lửa công kích, một loại địa nguyên cảnh trung kỳ đều không làm gì được nó, lại bị Bạch Vân một cái tác thuấn sát. Lúc này tiểu viêm mới xông lên, vỡ ra hỏa ảnh lan sát chết, ngậm ra bên trong yêu tinh, giả mang ăn mà Bạch Vân tự hồ đối với yêu tinh cũng không cảm thấy hứng thú, giết chết hỏa ảnh lan sau khi liền trở về ngô vân bên người. Bạch Vân, làm sao không ăn yêu tinh a? À? Thanh đàn nghi ngờ nói. Tiểu viêm đối với yêu tinh phi thường yêu thích, hơn nữa không kén ăn, nhưng Bạch Vân nhưng vừa vặn ngược lại. Ngô Vân kỳ thực cũng phát hiện vấn đề này, vì lẽ đó ở viêm thành hắn liền cố ý nghe qua liên quan với bồi dưỡng yêu thú các loại thông tin, thông điệp, nói như vậy, Yêu thú đều biết chính mình cần gì dạng thiên tài địa bảo, gặp phải đối với mình có lợi bảo vật, chúng nó nhất định sẽ chủ động tranh cướp. Ngô Vân vuốt Bạch Vân đầu to, Bạch Vân không ăn yêu tinh, liền chứng minh ăn yêu tinh đối với nàng không có lợi. Đại ca kia ngươi bình thường đều cho Bạch Vân ăn cái gì để nó nâng lên nhanh như vậy? Lâm Động hỏi, không ăn yêu tinh cũng có thể nâng lên nhanh như vậy, cũng là lợi hại. Bình thường liền cho nàng bình thường đồ ăn nâng lên nhanh như vậy chủ yếu là thiên phú của nàng tốt này ta trong ngày thường cái gì đều cho tiểu viêm ăn cũng không gặp cái tên này đuổi theo bạch vân lâm động trong lòng không thăng bằng nếu như không phải cùng bạch vân đối phó so với kỳ thực tiểu viêm đã rất lợi hại hiện tại liền có thể so với địa nguyên cảnh sơ kỳ thanh đàn ngô vân ca vậy ngươi nếu như tìm tới để bạch vân thích ăn bảo vật bạch vân còn có thể nâng lên càng nhanh hơn nên đi nhưng ta bây giờ còn không gặp phải. Ngô Vân thở dài. Đại ca, hay là có thể thử xem cái này? Lâm Đồng lấy ra làm bộ thạch phù linh dịch bình nhỏ. Thạch phù linh dịch là thạch phù hấp thu năng lượng trong thiên địa ngưng tụ mà thành tinh khiết linh dịch. Lâm Động dùng đến hiện tại, thuận buồm xuôi gió, hầu như đối với người nào đều hữu hiệu. Ta thử xem. Ngô Vân cũng có chút mong đợi, hắn mở ra chiếc lọ. Quả nhiên Bạch Vân di chuyển, nàng chủ động để sát vào chiếc lọ nghe thấy lên đến uống nó ngô vân đem thạch phù linh dịch rót vào bạch vân trong miệng bạch vân không có từ chối thậm chí còn liếm liếm chiếc lọ quả nhiên có thể ngô vân mừng rỡ chỉ cần tìm được bạch vân thích linh vật là tốt rồi thạch phù linh dịch đối với địa nguyên cảnh hiệu quả chỉ có thể nói giống như vậy đại ca lại thử cái này lâm động cũng cao hứng theo lại từ trong túi càng không lấy ra trải qua thạch phụ tinh luyện đang dược. Bạch Vân nghe thấy được Linh Đan sau khi, cũng tụ hợp tới, mắt to sáng ngời, đầu lưỡi bao phủ, đem ăn. Ha ha ha, đại ca, ta khả năng tìm tới Bạch Vân thích đồ. Lâm Động cười vui vẻ lên, hắn cảm giác mình phát hiện hoa điểm. Ngô Vân cùng Thanh Đàn nghi hoặc nhìn hắn. Tiếp theo Lâm Động lại từ trong túi càng không lấy ra hai viên màu lửa đỏ đang dược, phân biệt đặt ở tay trái tay phải bạch vân ngươi muốn ăn cái nào hắn mở ra tay để bạch vân lựa chọn thanh đàn này không đều là dương nguyên đan sao ngô vân sáng mắt lên hắn đã hiểu lâm động ý tứ của hai viên đều là dương nguyên đan nhưng có điều không giống một viên là trên thị trường một viên là thạch phù tinh luyện bạch vân đến gần ở lâm động hai cái tay trên đều ngửi một cái cuối cùng một cái ăn trên tay trái dương nguyên đan Lâm Động hướng Ngô Vân gật gật đầu. Bạch Vân quả nhiên lựa chọn thạch phù tinh luyện trôi qua. Trải qua thạch phù tinh luyện đang dược không chứa tạp chất. Bạch Vân có thể phân chia đi ra. Nhưng mà, Bạch Vân sau khi ăn xong, nhìn chầm chậm Lâm Động trên tay phải dương nguyên đan, do dự một chút, cuối cùng cũng ăn. Ta biết đại khái Bạch Vân yêu cầu. Nàng cần hẳn là tinh khiết năng lượng. Bởi vì nàng bây giờ còn không thể luyện hóa sắp xếp ra dư thừa tạp chất. Ngô Vân hiểu rõ. Dương Nguyên đang là do Dương Nguyên Thạch bên trong tinh luyện ra, mà Dương Nguyên Thạch là tự nhiên kết quả, bản thân sẽ không có cái gì tạp chất, thạch phù tinh luyện bất quá là độ chính xác càng cao hơn mà thôi. Bạch Vân nắm giữ Bạch Hổ huyết mạch, ở một mức độ nào đó đã xem như là yêu tu, không còn là giả mang sinh trưởng yêu thú. Thanh đàn. Nói cách khác, Bạch Vân muốn cùng chúng ta ăn giống nhau đang dược. Vậy cũng quá không tốt nuôi. Ở thanh đàn xem ra đang dược rất quý giá. Trái lại Lâm Động mừng rỡ lên, đại ca, cứ như vậy, Bạch Vân sau đó thức ăn có thể túi cho ta. Không phải vậy mỗi lần giết chết yêu thú, chiến lợi phẩm tất cả thuộc về tiểu viêm, Lâm Động cũng có chút thật không tiện. Rầm rầm rầm. Lúc này trong rừng truyền đến rung động thanh. Thanh âm gì? Thanh đàn kinh ngạc. Ngô Vân lập tức thả ra tinh thần tra xét. Hí, là bầy sói. Tải app nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 23 Chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ngô Vân vẽ mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Khi hắn tinh thần tầm nhìn dưới, xa xa đang có một đám hỏa ảnh lan sông lại. Cách bọn họ chỉ có đã không tới trăm mét. Ngô Vân Không còn kịp, ta cùng lâm động ngăn trở, thanh đàn ngươi cưỡi tiểu viêm nhanh đi thông báo người trong trang chuẩn bị sẵn sàng, có bầy yêu thú tập kích. Mau đi đi, thanh đàn. Lâm động cũng thúc giục. Hai người bọn họ rất rõ ràng, nơi này thanh đàn cùng tiểu viêm yếu nhất, nếu như đồng thời trở về trốn, nhất định sẽ bị hỏa ảnh lan đuổi theo, mà thanh đàn không thể nghi ngờ là lót sau người kia. Vậy các ngươi phải cẩn thận, ta nhất định mau nhanh gọi gia gia bọn họ tới cứu các ngươi. Tiểu viêm, đi. Thanh đàn không dám do dự nữa, cưỡi lên tiểu viêm chạy về thiết mộc trang. Dết. Ngô Vân Lâm động liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đều là kiên quyết vẻ. Ngô Vân rút ra bên hông bảo đao, thân đao bên trên có rất nhiều phụ văn, hiện ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Cái này lôi vân đao là Tử Nguyệt đưa cho hắn, từ lôi vân thép đúc thành, mặt trên phụ văn cũng là Tử Nguyệt tự mình ghi. Cùng hắn tu luyện võ học, cuồng lôi đao cùng lôi đình chém phi thường phù hợp cùng lôi đao. Ngô Vân hai tay vung lên lôi vân đao, đồng thời lực lượng tinh thần tuôn ra đem trên đao phù văn xúc động, cường đại lưỡi dao nhắm ngay chạy tới con thứ nhất hỏa ảnh lan, một chém mà xuống. Bạch! Hỏa ảnh lan trực tiếp bị tích vì làm hai nửa. Nhưng mà máu tanh một màn không thể làm cho khiếp sợ còn lại hỏa ảnh lan, trái lại để ánh mắt của bọn họ càng thêm màu đỏ tươi. Mấy chục con hỏa ảnh lan, đem hai người nhất hổ hoàn toàn vây quanh, Đồng phát động điên cuồng công kích. Kỳ môn ấn. Lâm động cũng sử dụng chính mình cường đại tuyệt học. Lâm động, chú ý tiết kiệm sức mạnh, yêu lan số lượng nhiều lắm. Ngô Vân nhắc nhở. Những này hỏa ảnh lan đều là địa nguyên cảnh yêu thú, lâm động một đòn toàn lực cũng chỉ có thể trọng thương một con mà thôi, nếu là vẫn triển khai đại chiêu, chống đỡ không được bao lâu. Huyền Ngọc Thủ, tử cực ma đồng, quỷ ảnh mê tung bước, khống hạt cầm long. Thời điểm như thế này, huyền thiên bảo lục những này võ học thì có vô cùng tốt đất dụng võ. Ngô Vân tuy rằng không biết những này võ học có thể vào mấy phẩm, thế nhưng rõ ràng chúng nó tác dụng lớn vô cùng, có thể nói vĩnh viễn không bao giờ quá hạn, chúng nó không có quá mạnh mẽ lực công kích, nhưng là phi thường toàn diện phụ trợ tính võ học, có thể rất tốt phối hợp bất luận một loại nào võ học triển khai, có thể nói một trăm đáp. Hai người nhất hổ, hiện tam giác đứng vị, lẫn nhau yểm trợ chiến đấu phi thường kịch liệt, bọn họ như chó cùng rứt dậu, bị hỏa ảnh lan hoàn toàn vây quanh, điên cùng tiến công. Một người muốn đồng thời ứng đối mấy con lan công kích. Chỉ chốc lát sau, Lâm Động liền bị thương. Trên người xuất hiện không ít vết thương. Ngô Vân phân tâm giúp hắn chống đối, lại cũng không cẩn thận bị một con hỏa ảnh lan bắt thương cánh tay. Đột nhiên. Rống. Một tiếng mảnh liệt hổ gầm chấn động núi rừng. Bạch Vân nhìn thấy Ngô Vân bị hỏa ảnh lan bắt thương, nổi điên. Lông của nàng phát nổ lên, trước chưởng bào địa, phát sinh gầm lên giận dữ, kinh khủng thú uy từ trên người nó bạo phát. Trăng lửa đuôi trực tiếp dựng thẳng lên. Xeo. Bạch Vân nhảy vào hỏa ảnh lan quần, hỗ trảo toàn bộ duỗi ra, hổ khẩu mở lớn, cắn xé con kia thương tổn được Ngô Vân hỏa ảnh lan. Chốc lát liền đem đầu kia lan xé rách thành vài khối, máu tanh cực kỳ nhưng mà, lúc này nhưng không có hỏa ảnh lan dám đi công kích Bạch Vân. Chúng nó thậm chí lùi về sau, sợ sệt tránh né Bạch Vân. Bạch Vân đã nổi giận, tiếp tục giết chóc, bị nàng khóa chặt nhào cắn hỏa ảnh lan càng là mất đi sức phản kháng, như là thấy cái gì kinh khủng đồ vật như thế, rung lẫy bẫy. Cho dù là mạnh nhất Lan Vương, lúc này cũng rung rẩy lên. Đây chính là huyết mạch áp chế sao? Nguyên lai thật sự có có chuyện như vậy tận mắt đến tình cảnh này, Ngô Vân cũng là hoảng sợ, hắn cũng cảm nhận được Bạch Vân trên người khí thế mạnh mẽ, nhưng không có giống những này hỏa ảnh lan như thế, sinh không nổi lòng phản kháng. Thú vương oai đối với yêu thú áp chế càng mạnh hơn. Dết. Ngô Vân la lớn. Thừa dịp Bạch Vân dọa phá những này hỏa ảnh lan đảm, hắn và Lâm Động cũng nhảy vào bầy sói, dết lung tung lên. Bạch Vân thú uy bằng là cho bầy sói gây một suy yếu, ngô vân lúc này cũng phát hiện dung hợp thái âm huyền sát khí sau khi hắn âm sát nguyên lực phi thường mạnh mẽ cùng trước so với đã là khác biệt một trời một vực đồng dạng võ học âm sát nguyên lực thi triển hiệu quả uy lực lớn gấp mấy lần đơn giản tới nói hắn bây giờ một phổ công thì tương đương với người khác mở đại hắn một đau một hỏa ảnh lan chém không còn biết trời đâu đất đâu thế cuộc chuyển biến hỏa ảnh lan quần bị hai người bọn họ nhất hổ bao vây mấy chục họa ảnh lan bắt đầu tán loạn chạy trốn chạy ra đến chỉ để lại một chỗ xác chết lâm động ca ngô vân ca thanh đàn cưỡi tiểu viêm mang theo một đám người lo lắng chạy tới nhưng mà chiến đấu đã kết thúc bọn họ nhìn đầy đất lang thi ngơ ngác sững sờ la thông đây là các ngươi hai cái làm ra hắn thực sự khó có thể tin tưởng được Ngô Vân cùng Lâm Động đều là địa nguyên cảnh mà thôi, thêm vào Bạch Vân, bọn họ chỉ có ba cái, mà nơi này nằm xuống nhưng là 27 đầu hỏa ảnh lan, cũng tương tự tất nhiên nguyên cảnh A. Lúc này tiểu viêm đã chạy đến hỏa ảnh lan thi bên trong, tìm kiếm yêu tinh, đem 27 viên yêu tinh toàn bộ nuốt vào, trực tiếp tại chỗ tiến vào địa nguyên cảnh Trung Kỳ. Thấy thế Lâm Động xin lỗi đem trên người thạch phù linh dịch đều cho Bạch Vân. Mảnh rừng núi này rõ ràng chúng ta đã thanh lý quá, không thể còn có nhiều như vậy bầy yêu thú hơn nữa họa ảnh lan là ở nơi sâu xa làm sao sẽ đột nhiên chạy đến đúng vậy lần này nếu không phải là có ngô vân cùng lâm động ngăn trở để những này họa ảnh lan vọt vào thiết mộc trang chúng ta tổn thất liền lớn họa ảnh lan sẽ không dễ dàng rời đi lãnh địa ta hoài nghi trong này có kỳ lạ sau đó la thành lâm chấn thiên chờ hai nhà cao tầng hồi tưởng việc này lúc trước phát hiện dương nguyên thạch mạch hầm mỏ bọn họ nhưng là đem mặt sau núi rừng đều dọn dẹp một lần chính là lo lắng có yêu thú mạnh mẽ lưu lại mầm họa mà bây giờ còn có yêu thú chạy tới hơn nữa còn không ít chẳng lẽ là dương nguyên thạch mạch hầm mỏ đưa tới yêu thú không bài trừ loại khả năng này nhưng là có thể là vì sao bọn họ phái ra người đi điều tra quả nhiên sau ba ngày thì có kết quả la thông là có người dùng hỏa nguyên quả chất lỏng dẫn trôi qua, chúng ta ở hỏa ảnh lan tới được con đường trên, phát hiện không ít lá cây đều bị thoa lên hỏa nguyên quả chất lỏng. Hỏa nguyên quả là tam phẩm linh dược, mồi lửa ảnh lan những này yêu thú phi thường có sức hấp dẫn. Lâm Chấn Thiên vẫn trấn thủ thiết mộc trang, hắn nói. Nếu là vì sao, phải là lôi tạ hai nhà, chúng ta ở thiết mộc trang tập trung vào nhân lực nhiều lắm, đã khiến cho sự chú ý của bọn họ, khoảng thời gian này thường thường có lôi tạ hai nhà thám tử xuất hiện ở thiết mộc trang chu vi ta thậm chí hoài nghi bọn họ có thể đã có thám tử đánh vào trong chúng ta bộ xem ra lôi tạ hai nhà đã chuẩn bị ra tay rồi ngô vân trong lòng suy nghĩ bọn họ đã hai lần đi giao dịch dương nguyên thạch lôi tạ hai nhà phỏng chừng biết dương nguyên thạch mạch hầm mỏ tồn tại cùng lôi tạ hai nhà trở mặt là chuyện sớm hay muộn ngô vân cẩn thận hồi tưởng trong nguyên tác lôi tạ hai nhà đều dùng thủ đoạn gì hắn chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường nếu đã biết rồi kẻ địch cũng không cần phải bị động chịu đòn bọn họ nên phái người đến ám sát ta cùng lâm động còn có hắc long trại cũng là thủ đoạn của bọn họ một trong nghĩ tới đây ngô vân đã có kế sách trong nguyên tắc lâm gia ứng đối những này ứng đối rất mệt khó nhưng lúc này không giống ngày xưa ngô vân là xuyên qua mà đến hắn có dự kiến tính tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 24 Giao dịch đang dược Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Lô gia đại viện Bẩm báo gia chủ, chúng ta hấp dẫn tới hỏa ảnh lan đã bị cuồng đao võ quán phát hiện, bầy sói tổn thương nặng nề, bị đánh tản đi, đã không cách nào đối với thiết mộc trang tạo thành uy hiếp. Xét đánh cúi đầu nói Đúng Lôi báo nổi giận vỗ bàn, đàn bàn gỗ trực tiếp vỡ thành mấy khối. Tổn hao nhiều như vậy hỏa nguyên quả, dĩ nhiên giả tràn xe cát, chuyện gì thế này, người không phải nói nhất định có thể thành sao. Đều do cái kia ngô vân cùng lâm đồng, bọn họ vừa vặn mang theo hỏa mãn hổ đến hậu sơn săn thú, liền sớm gặp hỏa ảnh lan. Nói bậy, liền cái kia hai cái nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng có thể ngăn trở bầy sói. Xét đánh nâm nớp lo sợ nói, theo. Theo thám tử báo cáo, là bọn hắn hai người đánh lui bầy sói, ta cũng không tin, nhưng hắn nói cái kia Ngô Vân đã là địa nguyên cảnh hậu kỳ, mà Lâm Động cũng là địa nguyên cảnh trung kỳ. Lôi báo Hai người này tiểu nhi, nhiều lần xấu ta lôi ra chuyện tốt, trưởng thành nếu như này nhanh, không sớm hơn một chút diệt trừ, không bao lâu nữa, tất thành họa lớn. Người khiến người ta nhìn chầm chầm cuồng đao võ quán cùng Lâm gia, theo dõi Ngô Vân cùng Lâm Động, chỉ cần hai người này vừa rơi xuống đơn, hoặc là không có thiên nguyên cảnh cường giả tùy tùng, liền lập tức báo cáo. Gia chủ, cùng đao võ quán bây giờ cùng vạn kim thương hội đi rất gần, ta hỏi thăm được cái kia ngô vân thật giống nhận thức viêm thành nham đại sư, chúng ta là có hay không? Xét đánh cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở. Vạn kim thương hội cùng nham đại sư cỡ nào địa vị, há lại là bọn họ cùng đao võ quán có thể leo lên, hơn nữa cũng không phải chỉ có bọn họ cùng đao võ quán sau lưng có người, yên tâm, huyết y môn cổ đại sư đứng chúng ta bên này, huyết y môn sau lưng nhưng là không hề yếu hơn vạn kim thương hội huyết lang bang. Là, gia chủ, ta đây liền đi an bài. Xét đánh lúc này mới yên tâm nói. Thiết Mộc Trang Ngô Vân đối với Lâm Động Đạo, khoảng thời gian này chúng ta ngay ở trong trang tu luyện, không muốn đi ra ngoài. Hắn hoài nghi trải qua hỏa ảnh lan việc này, Lôi Gia khẳng định càng thêm chú ý tới hai người bọn họ, muốn trừ chi mà yên tâm mà bọn họ hiện tại chỉ là địa nguyên cảnh, nếu như lôi gia điều động thiên nguyên cảnh cường giả, liền nguy hiểm. Vì lẽ đó muốn bắt chặt tăng cao thực lực. Lâm Động. Vừa vặn ta nghĩ cùng đại ca ngươi thỉnh giáo lực lượng tinh thần. Được, chúng ta đồng thời thảo luận. Ngô Vân kiểm tra Lâm Động tiến độ, phát hiện hắn đã tu luyện xong thần động thiên tầng thứ nhất, mở ra bi đất cung, chính thức vào được. Ngô Vân. Muốn trở thành phù sư ngoài trừ tu luyện lực lượng tinh thần quan trọng nhất chính là ngưng tụ bản mệnh ấn phù ngưng tụ ấn phù là trở thành phù sư quan trọng nhất một cái con đường ắt phải qua bởi vì chỉ có làm tinh thần lực của mình chân chính ngưng tụ thành một đạo bản mệnh ấn phù lúc mới có thể chân chính xưng là phù sư những này bản mệnh ấn phù một khi thành công ngưng tụ không chỉ có sẽ làm đến bản thân đối với lực lượng tinh thần điều khiển lực lớn tăng nhiều thêm hơn nữa còn có thể nhờ vào đó rèn luyện lực lượng tinh thần làm cho lực lượng tinh thần vũ phát ngưng tụ bản mệnh ấn phù có thể cha truyền con nối nhưng phần lớn là chính mình ngưng tụ có điều mỗi người ấn phù đều sẽ có điều không giống năng lực có mạnh yếu sai biệt rất lớn vì lẽ đó có một lão sư chỉ đạo liền có vẻ vô cùng quan trọng tự mình tìm tòi khả năng liền ấn phù đều không thể ngưng tụ lâm động nguyên lai phù sư một đạo thăm ảo như vậy may là đại ca ngươi có dự kiến trước bái nham đại sư sư phụ nham đại sư dạy ta ngưng ấn phương pháp, chỉ có thể ngưng tụ phổ thông ấn phù, nhưng là đầy đủ chúng ta trở thành phù sư. Ta đây sẽ dạy cho ngươi. Hai người tinh thần lực tiên thiên cũng rất mạnh, bây giờ lại tu luyện một tháng, đầy đủ ngưng tụ đạo thứ nhất ấn phù. Sau ba ngày, Ngô Vân thành công ngưng tụ ra ấn phù. Mà Lâm Động đã ở phía sau hắn một ngày liền ngưng tụ ra. Phần này năng lực lĩnh ngộ để Ngô Vân cũng cảm thấy giật mình, trong lòng cảm thán không hổ là vị diện con trai. Lâm động nhưng là tương đương với tự học, mà Ngô Vân là tử nguyệt tay lấy tay giáo, trả lại cho hắn nhìn bản thân nàng ngưng tụ bản mệnh ấn phù. Ngô Vân Ừ, hiện tại chúng ta cũng là phù sư, còn kém tinh thần bí kỷ, là có thể phát huy ra phù sư năng lực. Tinh thần bí kỷ Ừ, tinh thần bí kỷ là một loại khác loại võ học, chỉ có điều võ học cần nguyên lực thôi thúc, mà tinh thần bí kỷ nhưng là cần lực lượng tinh thần đến triển khai tinh thần bí kỷ cũng có đẳng cấp phân chia lấy người đại biểu thể quan trọng nhất ba loại đồ vật mà mệnh danh từ thấp tới cao chia ra làm tinh khí thần nhưng ở ba người này trước kỳ thực còn có một loại phổ thông tinh thần bí kỷ tinh thần bí kỷ phi thường khó tìm so với võ học hy hữu rất nhiều theo sư tỷ của ta tử nguyệt từng nói nham đại sư nơi đó cũng chỉ có một bộ khí cấp tinh thần bí kỷ bị hắn coi là tuyệt học dưỡng nhà đến bây giờ cũng còn không có chuyện cho tử nguyệt xem ra ta muốn đi một chuyến viêm thành học một chút tinh thần bí kỷ lâm động đại ca ta cũng đi dương nguyên đang nhanh dùng hết rồi đúng vậy hiện tại đang dược không đủ dùng ngô vân cũng trở nên coi trọng hai người bọn họ đang dược là dùng chung hiện tại có thêm một bạch vân cũng phải ăn đang dược nhu cầu lượng là hơn mà khởi nguồn chỉ có hai cái một là tới gần Thanh Dương Trấn Giao Dịch Phường đầu cơ Linh Dược, nhưng Thanh Dương Trấn Giao Dịch Phường không có quá mức cao phẩm Linh Dược. Hai cái là thiết mộc trang bên trong cái đệm gia tộc Long Dê, lén lúc lấy ra bộ phận Dương Nguyên Thạch đến luyện đan, đáng tiếc lượng quá ít. Lần này ngươi theo ta đi một chuyến Dương Thành. Hai ngày sau, La Thành liền mang đội buông tiến vào Viêm Thành, Ngô Vân mang theo Bạch Vân cùng đi. Đến Viêm Thành. Ngô Vân. Sư phụ, lần này Dương Nguyên Thạch liền giao cho ta đi giao dịch đi, ta ở phù sư sẽ có con đường, có thể đổi nhiều hơn Dương Nguyên Đan. La Thành vui vẻ, hắn rất tin tưởng Ngô Vân, còn có chuyện tốt như thế, vậy thì giao cho Vân Nhi ngươi, lần này tổng cộng 900 khối Dương Nguyên Thạch. Các ngươi ở khách sạn chờ ta, Lâm Động đi với ta là được. Tiếp theo Ngô Vân mang ba trên Lâm Động cùng Bạch Vân, ở phù sư sẽ bên cạnh tìm một cái khách sạn đi vào, sau đó để lâm động khi hắn trong phòng đem dương nguyên đang thạch toàn bộ tinh luyện thành dương nguyên đang. Lấy được 300 viên đang dược. Ngô Vân vui vẻ nói, lấy ra 100 viên trở lại là được, còn dư lại 200 viên tự chúng ta giữ lại dùng. 900 khối dương nguyên thạch, dựa theo bình thường giá thị trường, nhiều nhất chỉ có thể đổi 90 viên. 100 viên. Được Ngô Vân đưa tới đang dược, là thành đẳng nhân vô cùng kinh ngạc. Sư phụ, chúng ta phù sư sẽ có không ít sư huynh đều sẽ luyện chế dương nguyên đan, vì lẽ đó cho ta nhiều hơn một chút, sau đó chờ ta trở thành hai ấn phù sư, ta cũng có thể luyện chế, đến thời điểm đều giao cho ta. Ngô Vân Đàn Hoàng Trịnh Trọng Giao Động nói. Được. La Thành cao hứng vô cùng. Giao dịch xong sau khi, La Thành mang theo đội ngũ trở lại, Lâm Động lưu lại, chờ lần sau sẽ cùng Ngô Vân đồng thời trở lại. Ngô Vân đem Lâm Động dàn xếp được, cười hắc hắc đạo, ngươi ngay ở khách sạn chờ ta, ta sẽ đem này 200 viên dương nguyên đang đổi lại thành dương nguyên thạch. Khách sạn ngay ở phù sư sẽ bên cạnh, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Hắn mang theo Bạch Vân trở lại phù sư biết, tử nguyệt ngay lập tức liền đến tìm hắn. Sư đệ, ngươi trở về. Tử nguyệt mới tới cửa, nhìn thấy Bạch Vân kinh ngạc nói, à, đây là yêu thú gì? Sư tỷ, đây là ta pê, nàng trước là hỏa mãn hổ, sau đó biến dị, sư tỷ không cần sợ, Bạch Vân thật biết điều, không tin ngươi sợ sờ, sờ. Bạch Vân, cố gắng nghe tên, nàng thật là đẹp. Tử Nguyệt đang muốn lại đây mò. Nhưng mà, Bạch Vân căn bản không cho nàng mò, quay đầu vào nhà. Cực kỳ giống một con cao lạnh con mèo nhỏ. Kha kha, Bạch Vân khả năng sợ người lạ. Đúng rồi, sư tỷ, lần này tới ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Gấp cái gì? ta nghĩ giao dịch một nhóm dương nguyên thạch. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 25 Phá hồn đao, lôi viêm kiếm, lôi chấn ba. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Trải qua hơn một tháng ở chung, Ngô Vân đối với Tử Nguyệt cũng là có nhất định mổ. Tử Nguyệt gia tộc chính là làm mạch hầm mỏ, về mặt đang dược chuyện làm ăn. Tử Nguyệt lại là hai ấn phù sư, gia tộc của bọn họ ở viêm thành địa vị không thấp, cùng vạn kim thương hội còn có hợp tác. Ngoại trừ bối cảnh thực lực ở ngoài, Ngô Vân tìm nạn giao dịch nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là tử nguyệt cơ bản đều đem thời gian dùng ở tu luyện lực lượng tinh thần trên, người rất đơn thuần, cũng không có quá nhiều liên lụy tiến vào chuyện làm ăn bên trong. Tử nguyệt Hối đoái dương nguyên thạch, này không thành vấn đề, túi ở trên người ta, ngươi phải nhiều thiếu. Hơn một nghìn khối. Ngô Vân nghiêm túc nói, đây chính là cái số lượng lớn. Ta trên người bây giờ thì có 50.000 khối cái kia được rồi tử nguyệt hơi hợt nói 50.000 khối ngô vân kinh ngạc lặp lại một lần thiết mộc trang dương nguyên thạch mạch hầm mỏ đào sắp tới 3 tháng sản xuất dương nguyên thạch vẫn chưa tới 5.000 khối mà đầy đối với cùng đao võ quán cùng lâm gia tới nói đã là một bút không ít khoản tiền kết xù hiện tại tử nguyệt trên người bên người mang theo thì có 50.000 khối cái gì gọi là chênh lệch cái này kêu là chênh lệch sư tỷ không nghĩ tới ngài còn là một tiểu phú bà a à. ngô vân chẹp chẹp miệng hít sâu khẩu khí đạo được rồi được rồi sư tỷ ngươi xem một chút ta đây là hai trăm viên dương nguyên đan, có thể hối đoái bao nhiêu dương nguyên thạch nha ta xem một chút Tử nguyệt tiếp nhận đang dược kiểm tra lên chỉ chốc lát sau liền nghiêm túc nàng kinh ngạc nói ồ sư đệ ngươi này dương nguyên đang phẩm chất rất tốt a à? ta chưa từng gặp như vậy tinh khiết dương nguyên đan, phỏng chừng có thể đạt đến hoàng mỹ cấp bậc. Này, có ý gì, sư tỷ? Tử Nguyệt Người khác nhau từ dương nguyên thạch bên trong tinh luyện dương nguyên đan, nhưng là có rất đại khác nhau, bình thường chúng ta đều sẽ tinh luyện dương nguyên đan độ tinh khiết lấy 10 phần đến bàn về, trên thị trường đang dược đại thể đều là phù trận tinh luyện ra, chỉ có khoảng 5 phần độ tinh khiết, ta có thể đề luyện ra 6 phần 10 dương nguyên đan, Lão sư như vậy bốn ấn phù sư, hắn tinh luyện ra cũng nhiều đến nhất đến bảy phần mười, mà cho ngươi đang dược hầu như đều là tiếp cận mười phần độ tinh khiết. Nguyên lai like còn có này chú ý a. À? Bình thường bọn họ xem dương nguyên đan cũng chỉ là cảm giác mình dương nguyên đan ánh sáng lộng lẫy càng thêm xinh đẹp một điểm mà thôi. Sư đệ, ngươi đang dược này nơi nào tới? Tử Nguyệt tò mò hỏi. Cái này. Ngô Vân gãi gãi đầu. Ngươi chờ để ta biên một hồi. Tử Nguyệt thấy Ngô Vân làm khó dễ, lập tức tỉnh ngộ lại, làm ăn đều có một quy củ, chỉ nhìn đồ vật không hỏi nhiều, liền nàng hiểu ý nói, sư đệ không tiện nói thì thôi, mỗi người đều có bí mật của chính mình, ta chỉ là hiếu kỳ làm sao làm được cao như vậy độ tinh khiết. Xác thực không tiện nói, kính xin sư tỷ thứ lỗi, cho tới này độ tinh khiết, ta cũng không biết làm sao luyện chế, nếu là ngày nào đó biết rồi, nhất định nói cho sư tỷ. Được rồi, ngươi đang dược này ta đều muốn, nếu là còn có một định nhớ tới tìm ta giao dịch, loại này độ tinh khiết đang dược đối với tu luyện rất nhiều ích lợi, ta chuẩn bị chính mình dùng. Ngươi yên tâm, sư tỷ không phải người ngoài, giá cả trên sẽ không bạc đãi ngươi, cũng sẽ không hỏi thăm ngươi đang dược lai lịch. Tử Nguyệt rất hiểu chuyện nói. Nàng rất thông minh, biết bảo đảm không nghe được lịch. Ở thương trường, sự tình kiểu này rất nhiều, không thể vẫn truy hỏi người khác bí mật, không phải vậy, lần sau lại có thêm đồng dạng đồ vật, người khác sẽ phòng bị, sẽ không tìm nạn giao dịch, làm cho nàng liền như vậy bỏ qua. Năm phần 10 độ tinh khiết đang dược, hối đoái giá tiền là 11 khối dương nguyên thạch, người cái này ta cho ngươi 15 khối một viên, cái giá này đã không thấp, dù sao như sư tỷ như vậy người biết hàng không nhiều. Được, thành giao, ta tin tưởng sư tỷ. Ngô Vân tự nhiên không có dị nghị, trên thực tế trong lòng hắn mong muốn cũng mới 12 khối mà thôi trăm viên đan dược, đổi ba 000 khối dương nguyên thạch. Này lợi nhuận, kiếm lời lật ra. Ngô Vân cầm tràn đầy một túi càng không dương nguyên thạch, trong lòng cảm khái, thạch phù này quả thực là phất nhanh lợi khí. Được rồi, hiện tại giao dịch xong, để sư tỷ nhìn ngươi khoảng thời gian này lực lượng tinh thần tu luyện ra sao rồi, có hay không lười biến. Kha kha, sư tỷ ngươi xem. Ngô Vân đem chính mình bản mệnh ấn phù bày ra. Bản mệnh ấn phù. Tử Nguyệt kinh ngạc nói, đầu óc tỉnh tỉnh. Tu luyện hơn một tháng liền lên cấp một ấn phù sư, tiểu sư đệ đây cũng quá sắp rồi. Nàng cũng lại không kềm được. Không cách nào nữa giả ra, tiểu sư đệ ngươi thiên phú thường thường không có gì lạ, cái kia dáng vẻ. Đi, chúng ta đi thấy lão sư. Tử Nguyệt phản ứng lại sau khi, lôi kéo Ngô Vân đi tìm nham đại sư. Hiện tại Ngô Vân đã là một ấn phù sư, không hề cần nàng giáo dục hai người tới nham đại sư nhà trúc. Lão sư Gặp lễ sau khi, Ngô Vân đem bản mệnh ấn phù cũng bày ra cho nham đại sư. Nham đại sư đối với lần này kinh hỉ một phen sau khi, bắt đầu cho Ngô Vân giảng giải mặt sau con đường tu luyện. Lực lượng tinh thần sơ cấp nhất, trụ cột nhất vận dụng chính là đem tinh thần lực ngưng tụ thành vũ khí hình dáng, tỉ như ngưng tụ thành đao thương kiếm thuận các loại, tiến hành chiến đấu đại đa số tin cấp tinh thần bí kỷ chính là ở nơi này cơ sở trên diễn sinh ra tới bất kể là cái gì bí kỷ đối với lực lượng tinh thần khống chế vĩnh viễn là quan trọng nhất ngoài ra chính là lực lượng tinh thần vũ khí ngự khí ngự khí là chúng ta thủ đoạn mạnh nhất một trong tìm kiếm có thể gánh chịu lực lượng tinh thần vật liệu chế tạo thành vũ khí lợi dụng lực lượng tinh thần điều động vũ khí chiến đấu quả nhiên mặc kệ tu luyện sức mạnh nào đều cần kỹ năng và trang bị ngô vân đã nghe hiểu nham đại sư ý tứ của giảng giải xong sau khi chính là truyền thụ nham đại sư đối với ngô vân ông ấp rất lớn kỳ vọng vì lẽ đó ra tay đương nhiên sẽ không không phóng khoáng nham huyền ta hiện tại truyền cho ngươi hai bộ tinh thần bí kỷ một là loại bình thường bí kỷ phá hồn đao này thứ hai là tinh cấp bí kỷ lôi chấn ba hí lão sư quả nhiên càng yêu chuộng sư đệ tử nguyệt vừa nghe tin cấp bí kỷ trong lòng cảm khái nói lúc trước nàng nhưng là thăng cấp hai ấn phù sư sau khi mới bắt đầu học tử nguyệt ngươi cũng theo học tập này lôi chấn ba cũng chuẩn bị dạy cho ngươi tạ ơn sư phụ tử nguyệt cao hứng nói nàng đối với lôi chấn ba nhưng là thèm đã lâu đồng dạng là tin cấp bí kỷ nhưng là có sự phân chia mạnh yếu nham đại sư cái này lôi chấn ba chính là tin cấp trong bí kỷ đứng đầu tồn tại ghi nhớ hai bộ bí kỷ sau khi. Nham đại sư lại từ trong túi càng không lấy ra một bộ tiểu kiếm. Lôi viêm kiếm. Tử Nguyệt nhìn thấy bộ này tiểu kiếm, con ngươi sáng ngời. Đây chính là lão sư quý giá nhất bảo vật một trong. Nham huyền. Lôi viêm kiếm này đây lôi kích mộc cùng viêm tinh thạch rèn đúc, lại từ ta tự mình khắc họa nhiều tầng phù văn luyện chế mà thành, nắm giữ lôi, lửa hai loại cùng bạo thuộc tính sức mạnh, này bộ kiếm lấy lực công kích trứ danh, ở trong tay ta cho dù là nguyên đang cảnh cường giả cũng phải tránh né mũi nhọn thực lực của ngươi bây giờ sử dụng cũng có thể phá tan thiên nguyên cảnh cường giả cương khí đây coi như là sư phụ đưa cho ngươi cái thứ nhất lễ vật nham đại sư đem bộ kiếm giao cho ngô vân tạ ơn lão sư ngô vân tiếp nhận bao kiếm mở ra xem bên trong có bảy thanh to bằng bàn tay tiểu kiếm mỏng như cánh ve tinh xảo khéo léo thân kiếm vì là màu đỏ sậm Mặt trên tràn đầy phù văn. Lão sư dĩ nhiên cam lòng đưa cho tiểu sư đệ bộ này Lôi viêm kiếm, có điều tiểu sư đệ Thiên phú bị lão sư coi trọng cũng rất bình thường. Tử Nguyệt trong lòng ước ao, nhưng là lý giải nham đại sư cách làm. Bản thân nàng cũng có tinh thần vũ khí, chỉ có điều cùng bộ này Lôi viêm kiếm không cách nào đánh đồng với nhau. Đây không phải dùng tiền là có thể mua được. Phù sư đại thể không thiếu tiền, Tử Nguyệt cũng không thiếu nhưng chính là phù sư dùng là vật liệu quá khó khăn tìm. Có bộ này trang bị, sức chiến đấu của ta lẽ ra có thể tăng gấp đôi. Ngô Vân trong lòng vô cùng chờ mong, muốn đi thử một lần này lôi viêm kiếm uy lực. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 26 Diệt Hắc Long Trại Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Khách sạn, phòng gian nhỏ bên trong Đại ca, nhiều như vậy dương nguyên thạch Lâm Động nâng túi càng khôn, vui mừng nói. Đương nhiên, mau nhanh luyện chế đi, lần này đang dược đầy đủ chúng ta chống đỡ một đoạn thời gian. Ừm. Lâm Động hết ngày dài lại đêm thâu làm gấp rút, rốt cục đem ba 000 khối dương nguyên thạch tinh luyện đổi thành, được một 000 viên dương nguyên đan. Thời gian sau này, Ngô Vân chính là ăn đang dược tu luyện nguyên lực cùng tu luyện tinh thần bí kỹ. Một tháng sau, La Thành đẳng nhân lần thứ hai đi tới viêm thành giao dịch mang đến hơn 2.000 dương nguyên thạch. Ngô Vân bào chế y theo chỉ dẫn, cùng lâm động đồng thời, như lần trước như thế nuốt vào này một nhóm dương nguyên thạch. Sau đó đồng thời trở lại thanh dương trấn. La thông. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, khoảng thời gian này lôi tạ hai nhà động tác nhiều lần, cùng Chu Vi Sơn trại liên hệ mật thiết, đặc biệt là Hắc Long trại, ta lo lắng lôi gia đã cùng bọn họ kết minh. Lâm Chấn Thiên nhưng là lắc đầu nói, kết minh là thứ yếu, hắc long trại cũng chỉ có hai cái thiên nguyên cảnh cao thủ ta lo lắng lôi báo sẽ sớm đột phá nguyên đan cảnh hiện tại thanh dương trấn sức chiến đấu đỉnh cao chính là thiên nguyên cảnh hậu kỳ nếu là có người đột phá nguyên đan cảnh vậy thì tương đương với phá vỡ cân bằng rung trời huynh nói có lý cho nên khi dưới chi gấp hai chúng ta muốn tranh thủ nhanh lên một chút đột phá nguyên đan cảnh la thành đồng ý nói hiện tại tứ đại thế lực còn kém ở bề ngoại ác chiến Nghĩa phụ, lâm lão, ta cảm thấy không cần bị động như thế, nếu lôi tạ hai nhà cũng đã xác định là kẻ địch, chúng ta hà tất chờ bọn hắn làm khó dễ lại ứng đối. Ngô Vân đứng ra đề nghị, sớm muộn đều phải khai chiến, chúng ta chẳng bằng trước tiên đem bọn họ sức mạnh diệt trừ bộ phận, tỉ như này hắc long trại, nếu như mặc kệ bọn họ, đợi được chúng ta tứ đại thế lực khai chiến, hắn đến đánh lén chúng ta, chẳng phải là khó chịu. Đề nghị của ta là phái người coi chừng lôi gia cùng tạ gia, chỉ cần lôi báo cùng tạ khiêm bất động, nghĩa phụ cùng Lâm lão cũng không động, yên tâm bế quan xung kiếp nguyên đang cảnh, tranh thủ ở tại bọn hắn trước đột phá, sau đó từ chúng ta đi giải quyết lôi tạ hai nhà sinh lực. Bây giờ Ngô Vân Quyền lên tiếng đã rất trọng yếu, lời nói của hắn tất cả mọi người sẽ chăm chú suy nghĩ. Ta đồng ý Ngô Vân đại ca quan điểm. Lâm động cái thứ nhất chống đỡ. Là thông thứ hai. Tiếp theo những người khác cũng gật đầu biểu thị như vậy tốt nhất. La Thành Vân Nhi quả nhiên rất có quyết đoán, nếu như vậy vậy thì theo lời ngươi nói đến, nhưng là không cần quá gấp cùng lôi tạ hai nhà đối đầu, trước tiên đêm này hắc long trại diệt. Kế hoạch thỏa thuận sau khi, từ La Thông, Lâm Khiếu, Lâm Khang ba vị thiên nguyên cảnh cao thủ, mang theo cả đám mã, thẳng đến hắc long trại. Sư Huynh, chờ chút hắc long trại nhị đương gia để cho ta luyện luyện tập. Ngô Vân Thỉnh cầu nói là thông vui vẻ, nhà sư đệ đã có tự tin có thể đối phó thiên nguyên cảnh cường giả, còn không biết có thể hay không, này không chưa từng thử, vì lẽ đó ta chuẩn bị đi thử xem, nhưng thời điểm sư huynh giúp ta lượt trận chính là Ngô Vân cười hì hì, hắn bây giờ cách thiên nguyên cảnh còn kém tới cửa một cước, mà lực lượng tinh thần đã tiếp cận một ấn phù sư trung kỳ, mà một ấn phù sư bằng vào quỷ dị lực lượng tinh thần công kích là có thể đủ thiên nguyên cảnh cường giả một trận chiến. Ngô Vân được lôi viêm kiếm, loại này cường đại phù văn bảo khí, không đến nỗi không đối phó được một thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Duy nhất khuyết thiếu chính là kinh nghiệm thực chiến. Đến Hắc Long Trại. Dết. La thông ba người phân biệt từ ba phương hướng dết đi vào. Bọn họ đã biết rõ quá Hắc Long Trại bản đồ. Lần này có chuẩn bị mà đến, lại là ba vị thiên nguyên cảnh cường giả, vì lẽ đó thế như trẻ tre sẽ dết đi vào. Bạch Vân, Trung Ngô Vân cưỡi ở Bạch Vân trên người, trong tay vung vẩy lôi Vân đao, dết đi vào. Nghiêm mang, ô sát, ngươi hắc long trại làm nhiều việc ác, không chuyện ác nào không làm, hôm nay liền thay trời hành đạo, tàn sát các ngươi. Là thông hô to, đánh ra chính nghĩa cờ hiểu. Sư đệ, ô sát liền giao cho ngươi. Lâm Khang cùng Lâm Khiếu đã dết hướng về phía nghiêm mang. La Thông ngay ở một bên nhìn. Tề phong thủ ô sát, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngô Vân từ Bạch Vân trên người hạ xuống, cười nói. Liền ngươi, cũng dám cùng ta giao thủ. Ô sát xem thường, hắn nhận thức Ngô Vân, một chỗ nguyên cảnh mà thôi. Ta liền để ngươi biết thiên nguyên cảnh cùng địa nguyên cảnh sự chênh lệch. Vừa vặn, mang ngươi cùng chết. Tề phong thủ. Ô sát khổng lồ thân thể bóng tối, đem Ngô Vân bao phủ, hắn cái kia dũng động một luồng sức mạnh đáng sợ bàn tay phải, đột nhiên nổ ra, này một chốc cái kia, phản phất liền không khí đều là bị xé rách thành hai nửa, sắc bén tiếng xé gió, ô ô khuếch tán ra, làm cho chu vi một ít nhìn kỹ ngô vân người, sắc mặt kịch biến. Thiên nguyên cảnh cường giả quả nhiên khủng bố. Chói tai tiếng xé gió, ở ngô vân màn tai một bên quanh quẩn, vào giờ phút này, hắn cũng là cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ, hai con mắt của hắn, nhìn chồng chọc vào cái kia ở trong công ngươi phóng to chưởng ấn, cùng lúc đó, bên trong đan điền chứa đựng nguyên lực, cũng là bị hắn điên cuồng điều đi mà ra, rót vào ở lôi vân trong đao. Lôi đình trảm Tử quan oánh oánh lưỡi dao mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, chém về phía ô sát. Nguyên lực khuấy động Ô sát lòng bàn tay xuất hiện một vết thương. Thật mạnh nguyên lực. Hắn sợ hãi, ngô vân nguyên lực lại có thể phá tan hắn cương khí hộ thể chưa bao giờ có địa nguyên cảnh người có thể như vậy. Còn có mạnh hơn. Ngô Vân cười hì hì, vừa nãy một đòn hắn đã cơ bản biết, dựa vào chính mình thái âm huyền sát khí từng cường hóa âm sát nguyên lực có thể cùng thiên nguyên cảnh sơ kỳ cường giả giao thủ. Đón lấy chính là thí nghiệm lực lượng tinh thần. Phá hồn đao. Ngô Vân đem tinh thần lực ngưng tụ thành một cái chỉ có lưỡi dao không có đau đem đao nhọn. Đâm về ô sát đầu. Lực lượng tinh thần công kích, Ngươi là phù sư? Ô Sát hoàn toàn biến sắc. Mau nhanh ngưng tụ nguyên lực trong cơ thể chống đối. Cường đại cương khí bảo vệ thân thể. Nhưng mà vô hình phá hồn đao vẫn là xuyên thủng trán của hắn, đem cương khí hộ thể đánh tan. Ô Sát hai mắt xuất huyết, đại não đâm nhói, mi tâm xuất hiện vừa đến vết máu. Lúc này lực lượng tinh thần ngưng tụ phá hồn đao cũng bị đánh tan. Dĩ nhiên chặn lại rồi. Ngô Vân sững sờ, này ô sát vẫn có chút đồ vật, bất quá hắn còn có lôi chấn ba cùng lôi viêm kiếm không có sử dụng. Hai người này đều so với phá hồn đau mạnh mẽ nhiều lắm. Vậy thì đến thử xem ta lôi viêm kiếm đi. Ngô Vân bàn tay tìm thấy túi càng không trên, ánh sáng lóe lên, bảy thanh màu đỏ sậm tiểu kiếm liền từ trong bay ra. Xeo xeo xeo. Tiểu kiếm ở Ngô Vân thao túng dưới, từ khác nhau phương hướng đối với ô sát vọt tới. Tề phong thủ. Ô sát lần thứ hai ra tay, muốn ngăn trở lôi viêm kiếm. Nhưng mà lôi viêm kiếm uy lực khá lại là hắn có thể ngăn cản, một thanh phi kiếm thẳng xuyên vào lòng bàn tay của hắn. Còn lại sáu thanh phi kiếm cũng từ khác nhau vị trí đâm vào trong cơ thể hắn. Ô sát bạo máu mà chết. Ở lôi viêm kiếm dưới, hắn không đỡ nổi một đòn. La thông buông lỏng ra nắm chặt chui đao tay, chu vi xem cuộc chiến cuồng đao võ quán các đệ tử, cũng là hậu kết phun trào, nhìn về phía Ngô Vân ánh mắt đã là có thêm một phần kính nể. Địa nguyên cảnh hậu kỳ, chém giết thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Phần này sức chiến đấu sự khủng bố, có thể tưởng tượng được. Ta khả năng cũng không phải sư đệ đối thủ. La Thông thầm nghĩ trong lòng, hắn mặc dù là thiên nguyên cảnh trung kỳ, thế nhưng nếu như đối mặt Ngô Vân quỷ dị mà cường đại lực lượng tinh thần công kích, còn có vậy có thể đủ ung dung phá tan cương khí hộ thể lôi viêm kiếm, cũng không dám nói có thể đỡ. Một bên khác, Lâm Khang, Lâm Khiếu hai huynh đệ liên thủ cũng ung dung giải quyết nghiêm mang. Hắc Long Trại, liền như vậy trở thành lịch sử. Trở lại thiết một trang. Ngày hôm sau, Ngô Vân cùng Lâm Động như thường lệ ở trang cấp sưu tầm. Đột nhiên, một đệ tử lại đây, Đại sư Huynh, trong này phát hiện một con đường. Ngô Vân nghe xong vui vẻ. Lòng đất dung nham động, rốt cục đào được. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 27 Cực phẩm dương cương khí, thái dương huyền cương khí Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ngô Vân cùng Lâm Động mang theo hai con con cọp, cùng đệ tử kia tiến vào trong hầm mỏ Trải qua nửa năm đào móc, bây giờ quán động đã rất sâu, các loại nhĩ động càng là nhiều không kể xiết Đào mỏ công nhân, không cẩn thận đem nơi này đào thông một con đường, hắn hiếu kỳ dưới cùng nhau đi vào Kết quả lại là bị nghiêm trọng tổn thương, trong này thật giống đầy rẫy một loại cực đoan nóng bức khí thể đến quán động nơi sâu xa tên đệ tử kia chỉ vào một chỗ thâm thúy đường cái các ngươi ở đây chớ vào đi ta cùng lâm động vào xem xem ngô vân để các đệ tử đều ở bên ngoài sau đó hắn trước tiên chui liền đi theo bàn tay luồn vào cái kia vết nứt bên trong ngô vân nhất thời cảm giác được toàn bộ cánh tay đều là ở trong chớp mắt nóng bỏng lên một loại đặc biệt nóng rực hỏa bạo khí thể theo làn da của hắn lỗ chân lông, tiến vào trong cơ thể, cuối cùng rót vào đan điền. Cũng còn tốt hắn trong đan điện âm sát chi khí đủ mạnh, đêm này cổ nóng rực năng lượng ngăn trở. Ngô Vân Những khí thể này tuy rằng cuồng bạo, nhưng bên trong ẩn chứa một loại đặc thù dương cương khí. Hai người nhị hổ tiến vào bên trong. Đi về phía trước, qua chật hẹp khe hở, bên trong là một mảnh đỏ đậm nát nham khu vực, xa xa nhìn qua, tự như cùng dung nham đang lưu động giống như vậy, một luồng nóng trực nhiệt độ, từ trên mặt đất bốc lên, khiến cho liền không khí đều cũng có chút vặn vẹo. Hai người lưỡng hộ ánh mắt rất nhanh bị trung ương khu vực đứng vững lớn vật hấp dẫn. Chỉ thấy được nơi đó, thậm chí có một đạo ước chừng mười mấy trượng khổng lồ xăm bạch xương thú. Tuy rằng đã là bạch cốt, nhưng vẫn như cũ có thể tỏa ra mãnh liệt uy thế, nhìn ngô vân hai người một trận hồi hộp. rỗng. Tiểu viêm đột nhiên khẽ kêu một tiếng, chạy tới xương thú bên trên, ở cự thú xương đầu một trận cùng bào. Nó nắm giữ biến dị huyết mạch, yêu thú trong cơ thể lưu lại yêu tinh có phi thường cùng nhiệt hấp dẫn. Rất nhanh sẽ bị tiểu viêm ngậm đi ra một màu lửa đỏ đồ vật. Càng là một viên có tới to bằng nắm tay, tròn trịa vô cùng hỏa hồng hạt châu, hoàn toàn khác với tầm thường nhìn thấy yêu tinh, lửa này hồng hạt châu, nhìn qua nhưng là có một chút điểm tương tự bé nhỏ trẻ con dáng dấp ngô vân đã cảm nhận được hạt châu kia bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng nhưng mà tiểu viêm một cái liền đem nuốt vào tiểu viêm đừng ăn bậy lâm động mau nhanh nhắc nhở nhưng đã không kịp không có chuyện gì tiểu viêm nếu dám ăn liền chứng minh nó có thể hấp thu trong đó năng lượng ngô vân an ủi có điều có thể hấp thu là một chuyện nhi nhưng thống khổ lại là một chuyện khác chỉ thấy nuốt vào yêu đang tiểu viêm thân thể cực tốc bành trướng, lại trong nháy mắt biến trở về dáng dấp lúc trước, đầu trên đất lăn lộn. Bạch Vân ô ô ô ở bên cạnh lo lắng. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy tiểu viêm quá nghịch ngợm, nhưng dù sao cũng là đệ đệ của nàng, không đành lòng xem nó thống khổ. Không cần lo lắng, muốn lột xác, đều phải trải qua những này thống khổ, trước ngươi cũng không thống khổ quá. Ngô Vân vuốt Bạch Vân đầu to, an ủi rất nhanh tiểu viêm liền dừng lại lăn lộn. Lúc này tiểu viêm nguyên bản một thân hỏa hồng da lông, cũng là vào thời khắc này trở nên càng phát hỏa hồng ống ánh, nhìn qua tựu như cùng thiêu đốt hỏa diễm giống như vậy, cái kia hỗ trảo cũng là thẩm thấu ác liệt ánh sáng lộng lẫy, sắc bén móng nhận sâu lúng vào địa, khiến người ta không nghi ngờ chút nào nó lực sát thương. Khí tức đã có thể so với địa nguyên cảnh trung kỳ. Biến dị huyết mạch thực sự là lợi hại, loại này hải nạp bách xuyên thức tiến hóa chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, nâng lên tốc độ thậm chí không thể so bạch hổ huyết mạch chậm. Ngô Vân âm thầm nghĩ đến. Rống rống rống, Bạch Vân gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt bao địa, đầu to nhìn về phía vừa nãy cự thú hài cốt phía sau, trực tiếp xù lông, căng thẳng không ngớt. Ngô Vân theo nhìn sang, ở đây chút nham thạch đỉnh chóp vị trí, nở rộ một đóa đỏ đậm gần như yêu diễm đóa hoa, đóa hoa chu vi, quanh quẩn nhàn nhạt yên vụ làm cho người ta một loại không dám tới gần nguy hiểm. Đây chính là hỏa tổ yêu hoa đi. Ngô Vân thầm nghĩ trong lòng. Có điều yêu hoa tuy rằng mạnh, nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, có thể so với độc dược. Lúc này hỏa tổ yêu hoa cũng phát hiện bọn họ, chỉ thấy cái kia trên đóa hoa nhàn nhạt yên vụ hướng về bọn họ bồng bềnh lại đây. Bạch Vân cùng Tiểu Viêm đều cảm ứng được nguy hiểm, nhanh chóng cắn vào hai người quần, để cho bọn họ lùi lại từ hồ thuốc lá này vụ ai chạm ai chết. Thế nhưng yêu hoa yên vụ bồng bệnh rất nhanh, hang lại không lớn, căn bản không thời gian chạy trốn. Ngàn cân treo sợi tóc, Ngô Vân đem Lâm Động đẩy đi ra ngoài. Đại ca bán ta. Lâm Động trong lòng còn rất mộng bức. Ở nơi này trong thời gian ngắn sương mù liền cuốn quanh đến thân thể hắn trên, tinh thần của hắn lập tức trở nên hoảng hốt lên, một loại cực đoan quể oải suy yếu cảm giác, từ trong cơ thể hắn hiện lên mà ra, loại cảm giác đó, liền phản phất trong cơ thể sinh cơ, đang bị mạnh mẽ hút đi. Lúc này Ngô Vân hô to. Dùng thạch phù A. Lâm Động lúc này mới phản ứng lại, giơ bàn tay lên, đem lòng bàn tay thạch phù nhắm ngay những này yên vụ. Một giây sau, thạch phù ánh sáng tản ra, chu vi sương mù bị hút vào bên trong. Chỉ chốc lát sau liền đem tất cả tràn ngập ra sương mù toàn bộ hấp thu, nhưng mà thạch phù còn không thỏa mãn, càng là trực tiếp nhắm ngay hỏa tổ yêu hoa, đem chỉnh đóa hoa đều hút vào đi vào. Đại ca, ta muốn nổ. Lâm động thống khổ hô to. Đừng hoảng hốt, vận chuyển thần động thiên. Ngô Vân nhắc nhở. Trong lòng hắn nhưng là có chút chua. Hỏa tổ yêu hoa, lâm động trận này tạo hóa không nhỏ. Vì diện con trai gì đó, hắn coi như biết, nhưng muốn đoạt cũng không cách nào đoạt lại hỏa tổ yêu hoa năng lượng quá mức khủng bố căn bản không phải bọn họ thực lực bây giờ có thể chịu đựng lâm động có thể thông qua thạch phù hưởng thụ bộ phận hỏa tổ yêu hoa năng lượng là bởi vì thạch phù cùng thạch phù bên trong thiên yêu điêu đem hỏa tổ yêu hoa phần lớn năng lượng hấp thu ken đo lường đến ký chủ đã ở đánh dấu địa điểm có hay không tiến hành đánh dấu nha ta cũng tới ngô vân vui vẻ không hề thất lạc ngươi có cho ngươi phần mềm hắc ta cũng có ta phần mềm hát. Đánh dấu. Ken, đánh dấu thành công, thu được thưởng, cực phẩm dương cương khí, thái dương huyền cương khí. Thái âm huyền sát khí, thái dương huyền cương khí. Hai người này vừa vặn đồng bộ. Xem ra hệ thống vẫn là hiểu hắn, cho đồ vật đều là hiện nay có lợi nhất cho hắn. Đại ca, ta không sao. Lâm Động vui mừng từ ngồi xếp bằng tư thế bên trong đứng lên vừa thần động thiên ba tầng đầu ta đã đều tu luyện xong lực lượng tinh thần tăng nhiều hỏa tổ yêu hoa là lực lượng tinh thần kỳ dược đang hấp thu hỏa tổ yêu hoa trước lâm đồng mới tu luyện đến tầng thứ nhất hiện tại trong chớp mắt liền ngay cả phá hai tầng tốc độ này ngô vân chua lập tức liền đuổi tới hắn đại ca lực lượng tinh thần tu luyện thật giống so với nguyên lực càng dễ dàng lâm đồng còn chìm đắm ở thăng cấp trong vui sướng kích động nói. Ngươi lời này nếu như theo ta lão sư nói, nhìn hắn không đánh chết ngươi. Ngô Vân lường một cái. Lúc trước Ngô Vân dùng thời gian hai tháng sửa xong thần động thiên ba tầng đầu, cũng đã sâu sắc đã kích nham huyền cùng tử nguyệt. Tử nguyệt bỏ ra thời gian hai năm. Mà nham huyền năm đó bỏ ra thời gian bốn năm. Ta hận hai loại người, một loại là mở đeo người, một loại là ngăn cản ta mở đeo người. Ngô Vân rốt cục có thể hiểu được ý này. Kha kha, ta cũng là cùng đại ca nói một chút. Lâm Động cười hắc hắc nói. Loại này vẹt, xây, nói ra, sẽ bị người khác đánh chết, ngay cả ta đều muốn đánh chết ngươi. Ngô Vân tức giận, ngày hôm nay nơi này ngươi cùng tiểu viêm thu hoạch đều rất lớn, mau nhìn xem nơi này dương cương khí có thể hay không tinh luyện, cho ta cùng Bạch Vân uống chút canh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 28 đột phá thiên nguyên cảnh, thiết kế lôi gia. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ừ, ta thử xem. Lâm Động mở ra lòng bàn tay thạch phù, nhắm ngay này trong không khí những này cùng bạo dương cương khí. Những khí thể này bên trong mặc dù có rất nồng nặc dương cương khí, nhưng bởi vì nơi đây là núi lửa hình thành, dùng nham vách đá, cùng bạo nguyên tố, lửa, để những này dương cương khí cũng biến thành thuộc tính hung hăng, căn bản là không có cách trực tiếp hấp thu một đoàn đoàn đỏ đậm khí thể bị hút vào thạch phù bên trong chỉ chốc lát sau lại lần nữa xuất hiện ở lâm động lòng bàn tay lúc này khối không khí màu sắc trở nên càng thêm tinh khiết rống rống bạch vân gầm nhẹ nàng đối với này đoàn khí thể rất yêu thích ngô vân từ lâm động trong tay đem làm sạch trôi qua dương cương khí cuốn qua đến cảm thụ trong đó năng lượng so với dương nguyên đang bên trong dương cương khí còn tinh khiết hơn nồng nặc ít nhất là tứ phẩm bên trên ngô vân phán đoán đến bạch vân ngô vân đem khí cho bạch vân ăn có bực này dương cương khí nên đầy đủ ta đột phá thiên nguyên cảnh nhị đệ mau mau lại làm một ít ngô vân thúc giục sau đó trực tiếp tại chỗ ngồi xuống vận chuyển huyền thiên công hắn sớm đã có đột phá cảm giác nhưng chính là thiếu một chút hiện tại có này tứ phẩm trở lên dương cương khí đủ để trợ giúp hắn đột phá sở dĩ không cần vừa đánh dấu đoạt được Thái Dương huyền cương khí, là Ngô Vân lo lắng sợ chính mình không chịu nổi. Lúc trước kháng địa nguyên cảnh trung kỳ hấp thu Thái âm huyền sát khí đều có chút lao lực. Chờ phá vào thiên nguyên cảnh, trong đan điện có nhất định dương cương khí, sử dụng nửa Thái Dương huyền cương khí, sẽ càng dễ dàng chút. Lâm Đồng lại như nhân viên phục vụ như thế, ở bên cạnh không ngừng chế tạo tinh khiết dương cương khí, sau đó đút cho Ngô Vân liên tục không ngừng ném đút mấy chục đoàn dương cương khí sau ngô vân trên người rốt cục có mãnh liệt phản ứng một nguyên lực vòng xoáy hình thành nguyên bản âm sát nguyên lực bên trong xuất hiện từng tia từng tia dương cương khí thiên nguyên cảnh xong rồi ngô vân từ từ mở con mắt trong mắt dị thải liên tục hắn cảm thụ lấy thân thể biến hóa nguyên lực hùng hồn rất nhiều hơn nữa càng thêm ngưng tụ lâm động chúc mừng đại ca Ngươi đoán chừng là chúng ta thanh dương trấn trẻ trung nhất thiên nguyên cảnh cường giả. Bạch Vân nhận ra được Ngô Vân đến khí tức biến hóa, cũng không đoạn dùng đầu óc của nàng túi ở Ngô Vân trong lòng ngực cũng đến cũng đi, nàng đã ở thay Ngô Vân hài lòng. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, đưa cái này địa phương nói cho nghĩa phụ bọn họ. Đi ra dung nham động, hệ thống tiếng nhắc nhở rốt cuộc đã tới. Ken, đánh dấu địa điểm quét mới, xin mời ở đang bên trong tiên trị đánh dấu đang tiên trì à đây là để hắn theo nội dung vở kịch đi à bây giờ thiết mộc trang đã thành cuồng đao võ quán cùng lâm gia đại bản doanh hai đại thế lực nhân vật trọng yếu đều ở tại nơi này chỉ chốc lát sau ngô vân hai người liền mang theo la thành cùng lâm chấn thiên đám người đi tới lòng đất dung nham động nhưng cũng không có đem chính mình đột phá thiên nguyên cảnh tin tức nói cho bọn họ biết ngô vân chuẩn bị ẩn giấu thực lực âm lôi nhà một làn sóng la thành lâm chấn thiên hai người hiện tại đều nằm ở thiên nguyên cảnh đỉnh cao đang cần đặc thù dương cương khí đột phá nguyên đan cảnh nguyên đan cảnh nhất định phải làm cho trong cơ thể âm dương nhị khí duy trì cân bằng chỉ có như vậy mới có thể tiến một bước dung hợp tiến tới chân chính âm dương giao thái ngưng tụ thành đan nơi này dương cương khí rất nồng nặc đáng tiếc quá mức cuồng bạo không thể trực tiếp hấp thu lâm chấn thiên thở dài da dạ da dạ, nếu như như vậy đây Lâm Đồng lợi dụng thạch phù làm sạch ra một đoàn dương cương khí cho Lâm Chấn Thiên xem. Ồ, động nhi, ngươi làm như thế nào?" "À, chính là đem nơi này dương cương khí hút vào trong cơ thể, sau đó vận chuyển một vòng, những kia cùng bạo ước số liền tự động tiêu tán a." À. Lâm Đồng tự nhiên là sẽ không đem thạch phù bí mật nói ra, lập tức cũng là nháy mắt một cái, hơi có chút vô tội nói. "Đây là vừa nãy hai người thương nghị kết quả." chính là vì để lâm chấn thiên cùng la thành có thể sử dụng những này dương cương khí mau mau đột phá nguyên đan cảnh ta nghe lão sư nói quá xác thực có chút thể chất đặc thù người có thể làm được đem với thân thể người tai hại gì đó loại bỏ lâm động phải là người như vậy ngô vân cũng theo một xướng một họa nói lâm chấn thiên đẳng nhân không hoài nghi nữa hắn cũng sẽ không nghĩ đến nhiều lắm căn bản không biết nhà hắn tôn nhi tâm cơ sẽ có nặng như vậy Lập tức liền lợi dụng Lâm động tinh luyện dương cương khí tu luyện. La Thông tìm tới Ngô Vân, sư đệ, có một thứ tốt. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một khối ước chừng nửa cái đầu lớn nhỏ kim loại màu đen. Đây là cái gì? La Thông. Đây là Toái Nguyên Huyền Cương, đối với loại bỏ nguyên lực có cực kỳ tốt hiệu quả, nếu là ở một ít vũ khí bên trong lẫn lộn một điểm này Toái Nguyên Huyền Cương, coi như là tầm thường thiên nguyên cảnh cao thủ cũng không dám bị chính diện bắn trúng, nếu không, chỉ sợ cũng trực tiếp là cái hố máu, chủ yếu nhất là nảy toái nguyên huyền cương, đối với lực lượng tinh thần có cực kỳ tốt đẹp chính là gánh chịu khai thông hiệu quả, có thể rèn đúc thành tinh thần lực vũ khí. Nha, vậy cũng thực sự là bảo bối. Ngô Vân Kinh Hỷ tiếp nhận. Trong nguyên tác khối này toái nguyên huyền cương bị lâm động, chế tạo thành 10 cái toái nguyên thoa, là của hắn cái thứ nhất lực lượng tinh thần vũ khí, hắn tiền kỳ phải dựa vào toái nguyên thoa sống quá. Ta có lôi viêm kiếm cường đại như vậy phù bảo, toái nguyên thoa đối với ta mà nói có cũng được mà không có cũng được, đưa cho nhị để đúng là có thể, có điều cứ như vậy chế tạo thành toái nguyên thoa, có chút lãng phí vật liệu, có thể xin mời lão sư hỗ trợ chế tạo thành phù bảo. Ngô Vân lập tức thì có ý nghĩ, lâm động cái này để đệ hắn nhưng thật ra là rất thích, bất kể là xuyên qua trước vẫn là xuyên qua sau. Từ khi biết vừa đến, vẫn coi hắn là thành công cụ người sử dụng cũng có chút không đành lòng vừa vặn đưa món lễ vật bù đắp một hồi hơn nữa ngô vân cũng phát hiện hắn đánh dấu hệ thống đều cần lâm động vì diện này con trai mới có thể phát động sau đó không thể rời bỏ lâm động để lâm động thực lực đuổi tới hắn đối với hắn mới rất có lợi nói đến buồn cười ngô vân mới vừa xuyên qua tới thời điểm còn muốn ông lâm động đùi hiện tại không cẩn thận trái lại thành lâm động đùi nghĩa phụ lần này đi viêm thành giao dịch liền để ta cùng la thông sư huynh mang đội đi lại đến giao hàng tháng ngày ngô vân đề nghị không thể liền thông nhi một thiên nguyên cảnh quá nguy hiểm la thành lúc này liền phủ định ngô vân không thể làm gì khác hơn là tiến đến la thành bên tai cho hắn lặng lẽ nói rồi mấy câu nói sau khi la thành sẽ đồng ý để cho bọn họ hai cái mang đội lôi gia gia chủ cơ hội tới. Lần này cuồng đao võ quán đi viêm thành đội ngũ, là la thông mang đội, hơn nữa chỉ có la thông một thiên nguyên cảnh cường giả, cái kia ngô vân đang ở bên trong. Một thiên nguyên cảnh trung kỳ, cái kia ngô vân có thể giết chết ô sát, miễn cưỡng thiên nguyên cảnh sơ kỳ, ha ha, được, lập tức đi thông báo tạ khiêm, để hắn phái tạ ơn vũ lại đây. Sau đó nói cho xét đánh, lôi hình mau tới thấy ta rất nhanh lôi ra ba vị thiên nguyên cảnh cao thủ lặng lẽ xuất phát, mang theo một đám người, nhanh chóng hướng viêm thành phương hướng mà đi. Cùng đao võ quán. Quán chủ, lôi gia quả nhiên phái ra ba vị thiên nguyên cảnh cao thủ, đều là thiên nguyên cảnh trung kỳ, còn có mười mấy địa nguyên cảnh cường giả. Quán chủ chúng ta có muốn hay không theo sau? Không cần, chỉ cần lôi báo cùng tạ khiêm không sử dụng là không sao. La Thành khóe miệng khinh thường nói nhớ tới sớm lúc Ngô Vân cùng lời của hắn nói, ta cùng Bạch Vân đều đột phá đến thiên nguyên cảnh, chúng ta một người nhất hổ, đối phó thiên nguyên cảnh hậu kỳ cũng không có vấn đề gì. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 29 Dết ngược lại, toàn thắng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đi hướng về viêm thành trên đường. La thông sông lên trước, đi ở phía trước, cùng đao võ quán đại kỳ cao cao đứng lên, cực kỳ rõ ràng ngô vân cưỡi ở bạch vân trên người đi ở đội ngũ mặt bên cưỡi 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 lúc này đánh mã thanh tiếp cận một nhánh mười mấy người đội ngũ nhanh chóng từ sau mới vọt lên xoạt 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 cùng lúc đó phía trước trong núi rừng cũng xuất hiện một đám người chặn lại rồi cuồng đao võ quán đội buông đường đi trước sau bọc đánh bọn họ bị vây địch tấn công đề phòng. La Thông hô to một tiếng, rút ra bên hông bảo đao. Hát phong trại, cũng dám lần này hồn thủy. La Thông có ngoại ý muốn nhìn về phía phía trước con kia đội ngũ, hát phong trại xuất hiện, có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Có điều cũng còn tốt, hắn cũng không sợ, hát phong trại vẫn không có hát long trại mạnh, chỉ có một thiên nguyên cảnh cao thủ. Dết! Không giữ lại ai! Phía sau, lôi tạ hai nhà đội ngũ đã dết tới, bọn họ căn bản không chuẩn bị phí lời, liền muốn sát quan cùng đao võ quán đội buông. Xét đánh, lôi hình, tạ vũ, thêm vào hắc phong trại thành phong trào, bốn vị thiên nguyên cảnh cao thủ, tiểu vân, đối phương thật là nhìn hợp mắt ngươi a. À. Đó cũng là tính cả sư huynh phân lượng của ngươi. Ngô Vân cùng La Thông liếc mắt nhìn nhau, trong mắt nhưng là ngậm lấy kế sách thực hiện được ý cười. Bãi trận. La Thông hô to, cùng đao võ quán đội buông lập tức hành động, đóng kín trong xe ngựa đi ra từng cái từng cái đệ tử, bọn họ trên tay đều cầm từng thanh cung tên. Đó là chư các thần nổ. Ngô Vân rất sớm trước liền bản vẽ cho cuồng đao võ quán tiệm sắt cũng để cho bọn họ bắt đầu chế tạo. Sau đó khảo nghiệm qua chư các thần nổ, cái này cung tên uy lực, đối với tôi thể cảnh có rất đại uy hiếp, dù cho địa nguyên cảnh cường giả, nếu không phải thần, cũng sẽ bị thương tổn được. Nhưng không cách nào phá thiên nguyên cảnh cương khí hộ thể cho dù như vậy, cũng đã phi thường mạnh mẽ. Dù sao chưa các thần nổ chỉ là phổ thông vũ khí, chế tạo lên rất dễ dàng. Bọn họ lấy xe ngựa vì là yểm trợ, xếp thành hai đội, phân biệt nhắm ngay trước sau hai làn sóng nhân mã. Chờ lôi tạ hai nhà cùng hát phong trại người vừa tiếp xúc với gần, là thông liền phất tay. Bắn cung. Xeo xeo xeo. Đen thẩm mũi tên, bắn chụm mà ra. Xét đánh hắc phong trại đẳng nhân chưa từng gặp chư các thần nổ như vậy uy lực mạnh mẽ cung tên, loại này kỳ hiệu bên dưới, mang đến tôi thể cảnh cường giả dồn dập gặp xui xẻo. Không ít địa nguyên cảnh cường giả cũng bị thương không nhẹ. Còn không có tiếp cận cuồng đao võ quán đội ngũ, bọn họ cũng đã tử thương nặng nề, cấp thấp võ lực bị phế. Đáng ghét, La Thông, Ngô Vân, hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Thành phong trào hô lớn. Hắc Phong trại nhân mã đại thể đều là tôi thể cảnh, chết nhiều nhất. Sư huynh yên tâm, mặc sau ba cái có thể giao cho ta." Ngô Vân nói. La Thông gật đầu, sau đó nhấc theo đao, liền hướng Thành Phong Trào dết tới. "Ha ha, vậy thì đến thử xem đi." Trước khi tới La Thông đã từng thử Ngô Vân thực lực, cho nên mới đối với hắn yên tâm. "Ngô Vân tiểu nhi, ngươi phế bỏ lực nhi tay, hôm nay ta liền muốn mạng ngươi." xét đánh hai mắt ngưng tụ, nhìn chồng chọc vào Ngô Vân. Ngô Vân. Lôi gia lão cẩu, tạ gia chó con chúng, đến đây đi, gia gia mệnh liền ở đây, xem các ngươi cái nào bất hiếu tôn tử có thể lấy đi. Quả nhiên là cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, đừng nói nhảm, giết hắn. Tạ vũ sắc mặt rất khó nhìn, bọn họ tạ gia là cùng lôi gia kết minh, vậy do cái gì lôi gia là lão cẩu, bọn họ tạ gia là nhỏ cẩu xét đánh ba người trực tiếp dết tới. Bạch Vân, một mình ngươi, hai ta cái. Ngô Vân vỗ một cái Bạch Vân con cọp cái mông, sau đó rút ra bên hồng lôi vân đao liền xông lên trên. Rống. Bạch Vân xếp đặt một hồi mông, gầm nhẹ một tiếng, nhằm phía xét đánh. Ai đối với Ngô Vân hung hăng nhất, nàng liền muốn giết ai, vừa nãy là thuộc xét đánh kêu to lợi hại. Bạch Vân trong mắt lóe ra hung quang. Nàng luôn luôn ôn nhu, nhưng lúc giết người ngoại trừ. Này tiểu bạch hổ, thực sự là ngạo kiều. Thấy bạch vân lựa chọn, nhất hung hăng, lợi hại nhất xét đánh, ngô vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiến vào trạng thái chiến đấu. Ánh mắt hắn đã biến thành màu tím, lôi hình cùng tạ vũ động tác bị hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, ràng tử cực ma đồng ở trong thực chiến tác dụng không muốn quá tốt. Lôi hình lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn hát quan, chính đang triển khai lôi gia tứ phẩm tuyệt học, bồn lôi quang tạ vũ nhưng là cầm trong tay một cái đỏ đậm trường kiếm phá hồn đao lôi đình trảm ngô vân nhất tâm nhị dụng lực lượng tinh thần ngưng tụ phá hồn đao xuyên thẳng lôi hình mà trong tay lôi vân đao nhưng là chém về phía tạ vũ thông qua vừa nảy lực lượng tinh thần dò xét tạ vũ thực lực yếu kém ngô vân chuẩn bị trước tiên lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt hắn quả nhiên là tu hành lực lượng tinh thần lôi hình cương khí hộ thể vẻ mặt nghiêm túc đỡ được phá hồn đao. Đối mặt tấn công bằng tinh thần, chỉ có thể bị động phòng ngự. Mi tâm nứt ra, đầu của hắn đau đớn một hồi, ngắn ngủi mê mùi. Đang. Đao kiếm đụng nhau. Một bên khác, tà vũ trong tay đỏ đậm trường kiếm theo tiếng bẻ gãy. Cùng ngô vân trong tay lực lượng tinh thần đại sư xuất thủ lôi vân đao so ra, kiếm của hắn yếu đuối không thể tả. Cùng lôi đao. Ngô Vân ngay sau đó triển khai cùng lôi đao, cường đại nguyên lực không ngừng từ trong đan điện, hội tụ đến lôi vân trên đao, cùng sử dụng lực lượng tinh thần đem trên đao phù văn kích hoạt, quay về tạ vũ một trận chém lung tung. Hắn nguyên lực nhưng là trước sau trải qua cấp 5 âm châu, cực phẩm thái âm huyền sát khí, cùng với dung nham trong động tứ đẳng dương cương khí cường hóa, so với tạ vũ này hấp thu trong không khí phổ thông âm sát, dương cương khí thiên nguyên cảnh mạnh mẽ nhiều lắm mỗi một đao đều ung dung phá tan tạ vũ cương khí hộ thể, chém tiến vào trong cơ thể hắn. Cùng lôi đao đặc điểm chính là nhanh, mãnh liệt, loạn. Loạn chính là đao pháp một đặc điểm, cũng là cùng nguyên do, nhắm ngay mục tiêu sau khi liền chém lung tung, khí thế hùng hổ, cùng như lôi đình. Trong nháy mắt, tạ vũ tiền thân liền sâu bên trong mấy chục đao, cất thương ngã xuống đất, thoi thóp, cách cái chết không xa. Lôi hình vừa mới khôi phục tỉnh táo, liền nhìn thấy tạ vũ bị cắt quả dưa hấu bình thường chém lung tung, máu tanh cực kỳ. Thằng nhãi ranh, ngươi thật là ác độc. Lôi hình liếu lưỡi, trong mắt lóe ra tàn khốc, một chưởng đối với Ngô Vân đánh tới. Hắn còn dám như thế dũng, là nội tâm phán đoán, vừa toàn lực giết chết một thiên nguyên cảnh trung kỳ, Ngô Vân lúc này nhất định nguyên lực không đủ. Lôi lão cẩu, đến phiên ngươi. Giúp ta thử xem tinh cấp tinh thần bí kỷ uy lực làm sao. Ngô Vân đem lôi vân đao thu hồi bao giao, triển khai quỷ ảnh mê tung bước lùi về sau, sau đó mở ra bi đất cung, lực lượng tinh thần điên cuồng tuôn ra, hình thành từng luồng từng luồng đặc thù gợn sóng, dường như lôi đình chấn động phương thức, mãnh liệt phát sinh. Lôi chấn ba Không khí vặn vẹo, chỉ thấy một đạo vô hình phong ba nhằm phía lôi hình. Oanh Lôi hình hai mắt nứt ra, sợi tóc từng chiếc đứng lên, chỉ chốc lát sau, trong mắt liền chảy xuống hai cổ huyết lệ mà lúc này hắn còn vẫn duy trì công kích tư thế, trong tay đoạn kia hát quan cực tốc ảm đạm xuống. Cho đến ngã xuống. Lôi hình, tốt. Vẫn được. Ngô Vân nhàn nhạt đối với mình lời bình nói. Thực lực bây giờ của hắn, đối phó hai cái thiên nguyên cảnh trung kỳ. Không thể nói thế như trẻ tre, nhưng thành thạo điêu luyện. Một bên khác, Bạch Vân hỗ trảo đã luồn vào xét đánh thân thể, xoắn nát trái tim của hắn cũng thuận lợi giải quyết chiến đấu đi đi giúp những người khác lôi tạ hai nhà cũng không có thiếu địa nguyên cảnh cao thủ rất khó quấn cùng cuồng đao võ quán đội ngũ đánh khó phân thắng bại ngô vân cùng bạch vân vội vã xông vào trong đó bọn họ thêm ra một phần lực cuồng đao võ quán là có thể thiếu chết một cái người cho tới la thông ngô vân chỉ là thoáng liếc mắt nhìn thấy hắn vững vàng ngăn chặn thành phong trào sẽ không có nhúng tay sư huynh cũng là sĩ diện người, nhân gia có thể một mình đấu, cũng không cần đi trợ giúp. Không phải vậy trở lại nói chuyện, bốn cái thiên nguyên cảnh cường giả, ngô vân giết bốn cái, la thông một không có giết, liền có vẻ hắn cái này mang đội, không ấm dùng. Có ngô vân cùng bạch vân gia nhập quần chiến, rất nhanh sẽ thành nghiêng về một phía xu thế, đem lôi tạ hai nhà cùng hát phong trại người giết ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Rốt cục, chiến đấu xong. Lần này phục kích, đều bị giết ngược lại. Cùng đao võ quán toàn thắng, tổn thất gần như có thể bất kể. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 30 Tiên thiên lực lượng tinh thần vũ khí, lòng tu châm. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đến, Bạch Vân, đây là thưởng cho ngươi. Ngô Vân sờ sờ Bạch Vân đầu to, đút cho nàng hai viên dương nguyên đan. Bây giờ Bạch Vân chiều cao đã đến Ngô Vân phần eo, màu trắng tua rua cực kỳ tơ lụa, càng thêm thần tuấn phiêu giật, linh động mắt to tràn ngập trí tuệ, tròn tròn đầu, lông xù lỗ tai, đều là khiến người ta không nhịn được muốn tuốt trên một cái. Thế nhưng ngoại trừ Ngô Vân, nàng ít để cho người khác chạm nàng. Rống rống rống, Bạch Vân thấp giọng gào thét, thân thể không ngừng vặn vẹo, muốn sượt sạch sẽ trên người nhiễm dòng máu. Như thế thích sạch sẽ a? À? Ngô Vân tức giận, hắn đã phát hiện Bạch Vân một thói hư tật xấu, bệnh thích sạch sẽ. Trên người có một điểm tạng, nàng sẽ không tự tại. Đương nhiên cái này cũng là nàng xem ra đáng yêu như thế đẹp để nguyên nhân. Ngô Vân giúp nàng dọn dẹp sạch sẽ bộ lông. Lau khô ráo miệng của nàng. Bạch Vân lúc này mới hài lòng đem đang dược nuốt vào. Lúc này, là thông mang người đã quét dọn xong chiến trường, lục soát bốn cái túi càng khôn. Giá trị không ít. Sư Huynh, không bằng tận dụng mọi thời cơ, đem cái này hát phong trại cho tàn sát lại đi viêm thành ngô vân đề nghị bọn họ hiện tại có mấy cái túi càng khôn có thể đem hàng hóa đều chứa đựng phi thường bất việc được la thông lập tức đáp ứng hắn cũng không phải cái người lương thiện nếu hát phong trại không biết điều dám cùng cuồng đao võ quán đối nghịch vậy chỉ thu thập hắn hai người mang theo còn sót lại đệ tử thuận thế tàn sát hát phong trại tiếp theo cướp đoạt hát phong trại kho báu. Ngô Vân ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào một khối to bằng đầu người thủy tinh trên. Khối này thủy tinh nhìn qua cũng không bắt mắt, bản thân là trong suốt, bên trong nhưng có tảng lớn màu vàng sẫm tạp chất. Khối này thủy tinh nhìn qua mặt ngoài tuy rằng bẩn thỉu, nhưng nhìn kỹ, lại có thể phát hiện trong đó kim quang ẩn hiện. Hấp dẫn Ngô Vân chú ý chính là trong đó màu vàng sậm vị trí, không như bình thường thủy tinh, khối này thủy tinh bên trong màu sắc tuy rằng loang lổ nhưng chính là khối này màu vàng rất ít gặp được có phải hay không là ngô vân có chút chờ mong đi lấy lên khối này thủy tinh xem xét tỉ mỉ nước này tinh sắc trạch như vậy lờ mờ lại hỗn độn hẳn không phải là bảo vật gì sư đệ ngươi xem trùng cái này la thông không hiểu hỏi kha kha sư huynh ta khả năng nhặt được bảo ngô vân không nhịn được nở nụ cười hắn càng xem càng xác định cũng không phải quý giá thủy tinh tím tính là gì bảo bối la thông còn chưa phải mổ khả năng này so với thủy tinh tím còn hiếm có hơn ngô vân cầm ban bác thủy tinh cùng bạch vân tìm tới một gian phòng gian nhỏ đi vào hắn cảm thấy trong tay khối này thủy tinh không phải một loại thủy tinh mà là phát tinh hoặc là xác thực nói là phát tinh bên trong cực phẩm bản tinh đây là huyền thiên bảo lục ám khí bách giải bên trong ghi chép một loại vật liệu. Một ít thiên nhiên thủy tinh ở nhất định đích tình huống dưới, chịu đến ngoại giới ảnh hưởng, thủy tinh bên trong sinh ra một ít màu vàng như sợi tơi vật thể, loại này sợi vàng được gọi là tinh phát cũng gọi là phát kim, lại như thủy tinh tóc như thế. Bất luận là màu gì thủy tinh, chỉ cần trong đó xuất hiện một cái tinh phát, giá trị cũng phải vượt qua phẩm chất tốt nhất thiên nhiên thủy tinh, nắm giữ tinh phát thủy tinh, liền gọi làm phát tinh phát tinh bên trong phát kim bình thường đều là lộn xộn, mà số lượng ít ỏi. Nhưng một ít tồn tại năm tháng đặc biệt cửu viễn phát tinh, có phát kim số lượng tăng nhanh cơ hội, làm phát kim số lượng đạt đến trình độ nhất định, ở thủy tinh thể bên trong tụ tập cùng nhau, hình thành kim bản tự như dáng vẽ lúc, như vậy phát tinh đã bị xưng là bản tinh. Mà Ngô Vân hoài nghi trong tay hắn khối này chính là bản tinh. Ngô Vân tương thủy tinh phóng tới trên giường, sau đó dùng đao mặt bên đập nát thủy tinh chỉ nghe phịch một tiếng phòng gian nhỏ đều chấn động một hồi thủy tinh vỡ thành bột mịn vô số điểm sáng màu vàng ống từ trong bắn mạnh mà ra nhất thời cả phòng mặt đất đều có thể lên một tầng kim mờ mịt ánh sáng lộng lẫy ô ô ô bạch vân kinh ngạc gầm nhẹ nàng bộ lông màu trắng bên trong cũng có rất nhiều màu vàng hạt tròn chớ sốt sắng ngô vân động viên bạch vân đưa nàng trên người màu vàng hạt tròn từng viên một kiếm đi ra mỗi một cái màu vàng hạt tròn kích thước đều phi thường đều đều, cùng hạt gạo gần như, toàn thân tròn trịa, lập lệ kim quan nhàn nhạt. Lúc này Ngô Vân tinh thần lực đối với những này màu vàng hạt tròn có cảm ứng. Hắn cầm lấy một hạt ở trên tay nặng nặng, này màu vàng hạt tròn có chút mềm, nhưng cũng có giảng mười phần, lấy hắn nguyên lực, cũng không cách nào đem giảm nát. Hắn đem tinh thần lực bám vào đến màu vàng hạt tròn trên, một màn kỳ dị xuất hiện cái kia màu vàng hạt tròn ở lực lượng tinh thần truyền vào dưới dĩ nhiên chậm rãi kéo dài ra chỉ chốc lát cũng đã hóa thành một cái nhỏ như lông tơ sợi vàng nhìn qua so với tóc còn nhỏ hơn trên vài lần có tới dài hơn ba tấc may là bản thân nó là màu vàng không phải vậy rất khó nhìn ra ngô vân thu hồi lực lượng tinh thần màu vàng châm dài lại trong nháy mắt cuốn co lại thành hạt tròn đã không có lực lượng chống đỡ nó liền biến trở về nguyên hình quả nhiên là Long Tu Châm. Không nghĩ tới ta cũng có làm vai chính thời điểm. Ngô Vân trong lòng vui ngầm, nguyên lai kiểm lậu cảm giác như thế thoải mái. Long Tu Châm, huyền thiên bảo lục, ám khí bách giải bên trong xếp hạng thứ 8 ám khí. Ở trong tối khí 100 mẫu chú thích bên trong là như thế này hình dung Long Tu Châm, chuyên phá nội gia cương khí, cần đầy đủ nội lực đến phát động, tấn công địch chưa sẵn sàng, cho kẻ địch lấy to lớn thống khổ duy vật liệu thu được khó khăn, với nội lực tiêu hao lại lớn, cần phải có đầy đủ nội lực chống đỡ mới có thể liên tục sử dụng. Nó là thiên nhiên ám khí, không cần bất kỳ chế tạo. Ngô Vân lợi dụng khống hạt cầm long tay, đem màu vàng hạt tròn đều thu tập, qua loa phỏng chừng có tới hơn vạn viên. Hàng vạn cây phát kim là tồn tại chí ít 10 vạn năm trở lên bản tin mới có khả năng xuất hiện kỳ tích A. Ngô Vân âm thầm hoảng sợ, dựa theo ám khí bách giải ghi chép, chính là như vậy. mười vạn năm. khái niệm này nghĩa là gì? long tu chăm chỗ lợi hại, chủ yếu cùng sức mạnh có quan hệ, chính là có rất mạnh nguyên lực, là có thể phát sinh phần lớn hiệu quả. ở ngô vân xem ra, nó chính là thiên nhiên lực lượng tinh thần vũ khí. la thông. bộ, những thứ này là món đồ gì? cường đại lực lượng tinh thần vũ khí. liền này. la thông hiển nhiên không tin người sư huynh kia ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngô Vân khóe miệng nhất câu, cười nhìn về phía La Thông. Nhìn Ngô Vân lão ngân tệ giống như nụ cười, La Thông cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Vẫn là quên đi. Ngắn mũi nghỉ ngơi sau khi, La Thông khiến người ta trở lại báo bình an, sau đó đội ngũ tiếp tục đi viêm thành giao dịch. Đến viêm thành. Ngô Vân một thân một mình cầm trang bị hơn một ngàn khối dương nguyên thạch túi càng khôn, làm bộ đi giao dịch, nhưng thực bên trong dương nguyên thạch đã bị lâm động sớm tinh luyện thành dương nguyên đan hắn cố ý dư thừa đi một chuyến chính là vì che giấu tai mắt người sau khi ngô vân ở lại viêm thành tìm người đem toái nguyên huyền cương chế tạo thành ngắn thoa sau đó tìm tới nham huyền xin hắn hỗ trợ ghi phù văn lại quá một tháng ngô vân trở lại thanh dương trấn thiết mộc trang lâm động nhìn thấy ngô vân ngay lập tức chia sẻ vui sướng đại ca ngươi rốt cục trở về ta lên cấp thiên nguyên cảnh ngô vân quá tốt rồi chúc mừng ngươi ta vừa vặn có món lễ vật muốn tặng cho ngươi lâm động đại ca ta cũng có tiếp tục muốn tặng cho ngươi hai người lại bèn nhìn nhau cười ôi thật sự có hiểu ngầm một bên thanh đàn không nhìn nổi lâm động ca ngô vân ca van cầu hai người các ngươi cùng nhau đi Lâm Hà cũng là nhướng mắt da. Mời các ngươi tại chỗ kết hôn. Không để ý đến hai người. Trước tiên xem ta. Ngô Vân nói. Hắn cười hì hì, mười đạo hát mang bắt đầu từ trong tay áo bay lượn mà ra, cuối cùng dĩ nhiên là bỗng dưng trôi nổi ở hắn quanh thân. Lâm Đồng tinh tế nhìn lại, những này hát mang, hóa ra là mười đạo ước chừng sông chỉ lớn nhỏ màu đen đặc ngắn thoa, ngắn thoa trường khoảng tất khoảng chừng. Trái phải, hiện ra thật nhỏ hình nón dáng dấp sắc bén lưỡi dao mang theo một chút trăng cưa đồ vật tuy nhỏ nhưng vừa nhìn liền biết những vật nhỏ này là chân chánh hung khí phù văn bảo khí toái nguyên thoa ta xin mời lão sư tự mình khắc họa phù văn bốn ấn phù sư ra tay nhưng là phi thường hiếm thấy uy lực so với ta lôi viêm kiếm không kém là bao nhiêu cảm ơn đại ca vậy ta nhận lâm động đầy mặt kinh hỉ đem toái nguyên thoa cầm vào tay bắt đầu vuốt ve đại ca, ta lễ vật là cái này. Lâm động từ túi càng không bên trong lấy ra một khối cổ mộc. Mặt trên hiện đầy rêu xanh, có mơ hồ phù văn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.